Alo, alo, cảm ơn. Hôm nay chúng ta học phẩm tiếp theo là phẩm Người Tối Thắng. Tiếng Pali là y tôi đắc gác, có nghĩa là cái người số 1 hay là cái người đứng đầu trong một cái lĩnh vực nào đó được gọi là y tôi đắc gác. Nếu mà chúng ta chỉ xem kinh bằng cái kiểu mà lướt qua liếc nhìn thôi thì cái chương này thì không có gì đặc biệt hết, chỉ kể về các bậc thánh đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà đó là kiểu đọc kinh sơ sài. Ở đây có một số vấn đề chúng ta phải lưu ý. Đã là cái người đi cầu đạo giải thoát thì cái chuyện mà mình chấm dứt phiền não, kết thúc luân hồi là việc quan trọng nhất. Còn những cái biệt hạnh, ví dụ như mình chuyên về cái gì đó thì cái đó là mình cứ nghĩ là nó không quan trọng. Nhưng mà thực ra vấn đề nó như thế này, tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý rồi cái hành trang phước báo mà mình đã huân tập trong nhiều đời. Tôi nhắc lại, cái khuynh hướng tâm lý rồi cộng rồi trên cái nền tảng khuynh hướng tâm lý đó là chúng ta có cái kiểu tu hành mỗi người một cách, không có giống nhau. Chính từ cái chỗ mà mỗi người tu một cách trên cái ngày cuối cùng đó, trong cái kiếp chót đó, khi mà thành thánh rồi đó, thì mỗi vị thánh đó, bên cạnh cái chung đó là cái khả năng chấm dứt phiền não, tiêu trừ sanh tử, thì cũng còn động là một chút gì đó rất là riêng tư. Thí dụ như cũng là tu tập ba la mật, 10 độ, bố thí trì giới, vân vân. Nhưng có vị coi nặng về cái chuyện phát triển trí tuệ, có vị thì đặc biệt quan tâm nhiều về thiền định thần thông, vân. Và chúng ta sẽ lần lượt học lại, xem lại, cùng nhau kể lại cái chuyện đời của các bậc thánh, thánh tăng, thánh ni, thánh Đức Phật, để chúng ta thấy rằng là mỗi một cái biệt hạnh đấy chỉ là một khía cạnh, mỗi biệt hạnh chỉ là một mỗi cái biệt hạnh, cái hạnh riêng của mỗi vị đấy, mỗi cái biệt hạnh chỉ là cái khía cạnh phải có ở một cái người giác ngộ. Có một điều đó là cái biệt hạnh đó nó ở cái mức độ nào. Thí dụ như thời Đức Phật không phải chỉ một mình ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất, không phải chỉ mình ngài Xá Lợi Phất là sống nhiều về trí tuệ. Còn nhiều vị khác trong chú giải có làm cho chúng ta hai cái cột dọc để liệt kê các bậc thánh theo hai cái nhóm. Nhóm một á, là trí tuệ gồm những ai, bắt đầu là ngài Xá Lợi Phất, rồi kế theo đó như ngài A Nan, ngài A Cóp Thiệt Tá, ngài Ma Ha Cách Chị vân. Rồi cái nhóm hai là đệ nhất, gọi là nhóm một là vị trí do ngài Xá Lợi Phất dẫn đầu, còn nhóm hai là đặc biệt chuyên môn về thiền định thần thông thì do ngài Kiền Liên dẫn đầu. Thì ở trong chú giải chỉ kể ra vài chục vị được xem là tiêu biểu thôi, nổi cộm thôi, chứ còn thực ra thì trong số mà thánh tăng thánh ni thời Đức Phật ấy, thì cái vị mà chuyên về trí, chuyên về thiền định thần thông, chuyên về đầu đà, chuyên về trì luật thì nhiều lắm, nhưng mà được kể là số 1 trong trong hàng thánh văn thì phải nói nó là chỉ có 47 vị mà chúng ta được thấy thôi nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng ta có đọc chuyện về Khổng Tử, chúng ta thấy Khổng Tử có một lần đó ngài nói thế này, xét về từng mặt ưu điểm của các đệ tử đó thì ta không có bì được với Mạnh Tử, Tăng Tử, Nhan Hồi, ta không bằng họ. Nếu mà xét về từng là từng cái mặt mạnh riêng của mỗi đệ tử đó thì ta không có cái nào ta bì được các đệ tử hết, nhưng mà họ bái ta làm thầy là bởi vì cái gì ta cũng có, cái gì ta cũng có.
mà có điều không xuất sắc bằng họ thôi. Tôi không có sống nghiêng lệch trong một cái lĩnh vực nào hết. Đó là lý do tôi làm thầy của họ. Đó là Đức Khổng Tử. Nhưng mà đối với Đức Phật cái đẳng giác thì lại khác. Ngài có bao nhiêu đệ tử đi nữa, mỗi đệ tử có cái sở trường về cái biệt hạnh nữa, thì tất cả những biệt hạnh đó so với Ngài thì không bằng. Thí dụ như bây giờ nói về trí tuệ, nói về thần thông, nói về túc mạng minh, nói về đầu đà, nói về thuyết pháp, nói về trì luật, vân vân, thì không có vị nào bì mà được hết. Các vị này chỉ được gọi là hạng nhất, là hạng nhất ở trong cái hàng tinh văn với nhau. Và tôi nhắc lại nha, là mỗi cái biệt hạnh của mỗi vị thánh mà chúng ta thấy trong đây nè, mỗi cái biệt hạnh nó chỉ là những khía cạnh, chỉ là những khía cạnh thiện pháp thôi. Chỉ là những khía cạnh thiện pháp. Thí dụ như trên một mâm ăn thì mình thấy có rau ngò, rau ngổ, húng quế, tía tô, ngò gai, rau răm, rau ôm, nguyên một bàn ăn vậy đó. Nó đủ thứ rau hết, đủ thứ rau hết. Thì ở trong thiện pháp cũng vậy, trong cái mâm ăn thiện pháp có đủ thứ hết trơn á. Nhưng có một điều do cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh, mà khi mà luân hồi, khi mà sống lao, khi mà sống bậy bạ đó, thì chúng ta cũng mỗi người có một nét riêng. Rồi mai này chúng ta gọi là làm lành lánh dữ, hồi đầu hướng thiện, tu hành cầu đạo giải thoát, thì cũng trên cái nền tảng khuynh hướng tâm lý không giống nhau ấy, chúng ta cũng có riêng tư, cũng có riêng tư những cái biệt hạnh, những cái đặc hạnh mà có so ra có phần trội hơn so với nhiều người khác, chỉ vậy thôi. Thì ở đây chúng ta thấy đầu tiên là cái vị thánh tăng có cái tên gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Thì chúng ta biết rồi, mỗi một vị Phật sau khi mà thành đạo thì chỉ có một mình thôi, đầu tiên là chỉ có một mình, rồi từ từ mới có đệ tử từ ít đến nhiều nha. Thì Đức Bổn Sư của chúng ta cũng vậy. Thì trong kinh ghi rõ là cái ngày mà Thái tử chào đời đó, vua Tịnh Phạn, ngày thời vua Tịnh Phạn có mời 108 vị Bà La Môn đến để mà xem tướng Thái tử, thấy ngài tướng lạ quá đi. Thì trong 108 vị đó, vua đãi ăn, vua đãi ăn cung kính lắm, rồi cúng dường ăn uống quà cáp xong xuôi, thì vua chỉ giữ lại có 8 vị được xem là giỏi nhất về tướng số. Thì trong 8 vị đó có một vị trẻ nhất tên là Câm Đành nhé. Thì 7 vị Bà La Môn kia đều là râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, quắc thước phi thường. Nhưng mà 7 vị đều giơ hai ngón tay lên, đoán rằng là hoàng tử lớn lên nếu ông nào cũng nếu hết trơn, 7 cái nếu. Nếu mà ở ngoài đời đó thì làm một vị đại đế, còn nếu mà đi xuất gia thì trở thành một bậc đại giác. Tức là đại đế có nghĩa là nắm hết tất cả vua chúa trên đời, còn nếu đi tu trở thành bậc đại giác có nghĩa là đứng đầu tất cả các vị tu sĩ, bất kể cũng phải. Riêng cái vị Bà La Môn trẻ tuổi nhất trong cái nhóm 8 người đó thì chỉ giơ một ngón tay thôi. Bởi vì chúng ta biết rằng tử vi hay tướng số có cái điểm đặc biệt, tức là cái học thì có thể học giống nhau, nhưng mà cái năng khiếu của mỗi người có cái điểm khác. Thì cái ông này tuy cũng trẻ nhất nhưng mà ông có cái trong sở học ông nó có cái chút độc đáo riêng tư. Ông ngó tới ngó luôn, ông ngó rằng tuy cũng có 32 tướng tốt, nhưng mà có con người thì dứt khoát không thể nào mà dính líu tới cái hệ lụy nhân gian được hết. Cái con người không có cách chi mà chung đụng với cái nhân quần tâm tối được hết. Con người phải là một hình một bóng mà ra đi thôi. Tôi thấy trong cái đẹp nó còn có xuất trần xuất thế trong đó. Thế là ông chỉ giơ một ngón tay lên, người con người này chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là đi tu thôi, trở thành bậc đại giác, đứng đầu tất cả các vị tu sĩ muốn ninh đó, muốn ninh đó. Tức là vua của tất cả tu sĩ, tức là Muni, Muni rồi cộng với Inda, tức là Muni đó. Rồi sau khi bói cho thái tử xong thì ông này ông về nhà, ông xếp đi tu,
Ông chờ, ông không biết bao giờ là ngài sẽ thành Phật, nhưng mà ông tự xét thì ông cũng còn trẻ. Ngài thì đồng ý là ngài là sơ sinh, nhưng mà hy vọng cái tuổi của mình có thể chờ ngài được. Cho nên ông đi tu thì 35 năm sau ngài thành Phật. Và trước khi ngài thành thì là năm ngày 29 tuổi đó, thì con đánh giá cũng còn đã già rồi, thì lúc đó thấy ngài đi tu rồi khổ hạnh, con đánh giá thích lắm, con đánh giá thêm bốn người bạn thấy ngài khổ hạnh thích lắm. Ông nghĩ rằng tu là phải như vậy mới là tu, khổ hạnh như vậy mới là khổ hạnh, ăn uống như vậy mới thành Phật. Ông không quan tâm cái gì đó, phải ăn uống. Ông thấy ngày mỗi ngày chỉ ăn có một nắm đậu, một nắm mè thôi, ông thích lắm. Nhưng một ngày kia thì ông thấy ngài không còn ăn uống khổ hạnh nữa, mà ngài xoay qua ngài ôm bát, ngài đi khất thực, ngài nhận cái thức ăn của người cúng dường đó. Ông thấy cũng khó chịu, ông có kỳ vậy ta, mình coi bói thì không có trật, cái con người này chắc chắn là thành Phật, nhưng mà muốn thành á là phải là kiêng khem chay tịnh, chứ có đâu mà có vẻ quẩn đãi mà tà tà chỗ này chắc khó. Ông thấy ông nản, nản thì nản nhưng mà cũng còn một chút niềm tin nắm níu, nên ông không ở gần ngày nữa. Ông tách ra, ông với cái nhóm bạn bốn người tách ra một cái cánh rừng cái bên lân cận để theo dõi coi ngày sao. Chắc sau mấy bữa mà quẩn đãi chắc ngày cũng sẽ quay lại tinh tấn tu hành thôi. Nhưng mà không ngờ là sau khi mà ngài bỏ cái đường khổ hạnh rồi, ngài nhận cơm sữa của nàng Xuất Gia Ta, rồi thì ngài trở thành một bậc đại giác. Thì sau khi thành Phật rồi thì ngài mới suy nghĩ rằng cái đạo của mình á, cái đạo mà mình giác ngộ nó rất là thâm thâm vi diệu, đi ngược dòng đời, nói ra có bao nhiêu người hiểu. Khi mà ngài có cái suy nghĩ như vậy thì Phẩm Thiên biết được, mới xuống mới quỳ thỉnh ngài đi thuyết pháp. Phẩm Thiên thưa rằng là Thế Tôn, giống như sen ở trong nước, có cái nó còn nằm ở trong sình, có cái nó ngôi lên chút đỉnh mà còn nằm trong nước, có cái nó đã ngôi hẳn mặt nước, ở trong cái số ngôi hẳn mặt nước có cái thì nó chỉ chờ nắng gió mưa một ngày hai ngày nó nở, có cái nó chỉ cần chờ một bình minh mà nó thôi là nó nở. Thì chúng sinh cũng vậy, xin Thế Tôn từ bi lên đường đi hoằng pháp. Thì Đức Phật ngay lúc đó ngài xét thấy Phạm Thi nói đúng, rồi ngài nhận lời bằng một cái bài kệ bốn câu, cái ý là cửa bất tử đã mở, những ai có niềm tin hãy lắng tai mà nghe, lâu nay ta không thuyết pháp chỉ vì cảm thấy mệt mỏi. Ngài nói như vậy đó, rồi thì từ đó ngài quyết định đi hoằng pháp. Thì cái đối tượng đầu tiên mà ngài nghĩ đến đó là hai cái ông thầy mà đã dạy ngài tu thiền đó, trước trước khi ngài thành Phật á. Thì ngài vừa nghĩ đến hai ông thầy đó thì chư thiên báo cho biết rằng hai ông thầy đó đã từ trần rồi. Thì cái đối tượng thứ hai mà ngài nghĩ đến đó là cái nhóm mà ông đạo sĩ mà lâu nay đi bên cạnh ngài đó. Để ngài xét là thấy mấy mấy vị này có cái duyên lành đắc đạo được từ gốc Bồ Đề, ngày ra đi. Chúng tôi kể tắt thôi, chúng tôi kể lướt qua cái vụ 49 ngày nha. Thì sau khi mà ngài đến gặp họ ở ở ở vườn Nai, rồi thì ngài thuyết pháp, thuyết cái bài chuyển luân, bài chuyển pháp luân ấy. Thì trong năm người thì cái ông đầu tiên là chúng ta lại con đa nhá, cái ông mà coi tướng đó, ông đắc tu đầu quần, con người đầu tiên trong cõi nhân loại mà đắc tu đầu quần, ông đắc chung với 18 triệu ngài và 18 triệu Phạm Thiên. Phạm Thiên chứng đạo sau khi nghe kinh chuyển Pháp Luân. Ngài và 18 triệu Phạm Thiên chứng đạo sau khi nghe kinh chuyển Pháp Luân. Thì lúc mà ngày ngày Đức Phật vừa kết thúc xong thì ngài con đa nha chứng anh chứng tu đầu quần. Thì lúc Đức Phật ngài mới kết thúc cái câu kinh là Ahô quá ta anh nha ta có ta phô con đa nhô. Thì ra trong đám đông này đó thì kiều trần như đã được chứng ngộ rồi, đã được liễu ngộ rồi. Chứ còn Phạm Thiên thì không có gì đặc biệt, nhưng mà riêng ở đây là cái nhân loại, trong nhân loại đó, trong thế giới loài người, đây là cái người đầu tiên mà được chứng đạo. Và trong kinh nói rằng đó là ngày thành đạo vào rằm tháng tư, thì chỉ tháng tư thì để coi tháng tư hả, là 9 tháng sau, tức là ngày rằm tháng giêng, ngày thành đạo tháng tư thì 9 tháng sau là ngày rằm tháng giêng. Thì ngài đã có 1.200
Dạ, các vị ghi dùm nha. 9 tháng sau khi thành đạo thì ngài đã có 1.250 vị đệ tử lục thông, tức là đều đắc la hán và có thần thông hết. Dạ. À, tất cả đều chứng là hán hết, trong đó có ngài Con Đà Nhã. Dạ. Thì điều đặc biệt nữa đó là cái năm đó là ngài được ba lúc chứng đạo là 35 tuổi, thì cộng với 9 tháng nữa tức là 35 9 tháng tuổi. À, thì lúc đó, đó ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đã chuyện dài lắm, chúng tôi chỉ kể gọn thân lát, khi nào kể đến hai vị kia tôi kể mới kể rộng nha. Thì cũng trong cái rằm tháng giêng đó thì hai vị đại đệ tử đã đến xin xuất gia với Đức Phật, mà bằng cách là ê hí phiết cú, tức là chỉ quỳ xuống xin thôi. Lúc hai vị đã đắc tu đầu quần nhờ ngã sa chí. Ngã sa chí ngài nói cho ngài Xá Lợi Phất nghe một câu kệ, ngài Xá Lợi Phất đắc tu đầu quần, ngài trở về ngài nói cho ngài Mục Kiền Liên nghe, ngài Mục Kiền Liên đắc tu đầu quần, hai anh em mới là dắt theo 250 đệ tử đến hậu Phật và xin xuất gia. Thì Đức Phật ngài đưa cái tay ra, ngài nói ê thác phiết khâu vô, ê thác phiết khâu vô, hãy đến đây này các vị kheo, một vị để hết phía khu, còn nhiều vị ấy, thì ê tháp phía hê tháp phía cầu vô. Khi mà ngài đưa cái tay ra như vậy thì lập tức các vị này râu tóc sạch sẽ, trên người có sẵn y bát như đã đi xuất gia nhiều năm. Đấy. Nhưng mà do cái tuệ căn của hai vị này quá sâu dày, cho nên hai vị này không có thể đắc đạo kiểu mà chớp nhoáng như mấy vị kia. Thường thì mình nghĩ trí nhiều mà không có trường hợp là trong kinh nó giống như vua hoặc là một ông nhà giàu mà đi đâu thì cái chuẩn bị nó nhiều lắm, chứ không phải đơn giản như cái người nhà nghèo. Người nhà nghèo thì chỉ xách chai nước với cục sôi không thêm cái quạt mo đó là họ đã lên đường được rồi, cục sôi với cái quạt mo là lên đường. Nhưng mà riêng về cái người giàu thì không, nào là khô lân chả phụng yến xào bào ngư di cá dầu gió thuốc tây ô thôi giày dép áo quần mặc mùa hè mùa đông, dép mang ngoài sân dép mang trong nhà, giày cỏ hài rơm đầy đủ hết. Cho nên ngày Mục Kiền Liên đi xuất gia xong rồi đó, thì có một tuần lễ sau ngài đắc A La Hán. Riêng ngài Xá Lợi Phất phải 2 tuần sau mới đắc A La Hán. Nhớ nha, cái chuyện đó là lạ như vậy đó. 2 tuần sau đắc A La Hán. Thì nói trở lại ngài Kiều Trần Như. Ngài Kiều Trần Như lúc đó hai vị đại đệ tử là lúc đó là hơn Đức Phật 4 tuổi. Cho nên khi Thế Tôn Viên Tịch là ngài tròn 80 tuổi thì ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên cả hai lúc đó đã là 84 tuổi. Như vậy thì cái năm mà ngày thành đạo 35 thì mấy vị kia đã ra 39, và đến tháng giêng năm sau các vị có nghe rõ không, cái cô giọt mưa này nè, mấy cô nghe rồi bây giờ ok không, cái âm thanh nghe ok mà dạ rồi. Thì tháng giêng năm sau các vị này mình bắt đầu tuổi 40 nha, thì ngày lúc đó ngày mới 30, bắt đầu tuổi 36 thôi. Bây giờ cái đoạn này mới ghi quan trọng nè. Trong kinh không có nói rõ lúc đó ngài Kiều Trần Như đó là bao nhiêu tuổi, mà chỉ nói là ngài đã già. Vì sao? À, là bởi vì sau khi xuất gia rồi chính là hết 12 là hẹn ngày về núi sống thêm 12 năm nữa rồi nhớ nha. Cái chỗ này ngày Con Đà Nhã đó, ngày Con Đà Nhã đó, Con Đà Nhã ngày đang nói ngày Con Đà Nhã nha, Con Đà Nhã. À, tức là sau khi mà xuất gia chứng La Hán, ngày về núi sống thêm 12 năm nữa rồi tịch. Mà thương lắm quý vị ơi, đọc về cái sử ngày thấy thương lắm. Ngài thấy rằng đó cứ ngày Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là hai vị mà cái thời gian tu Ba La Mật thì gấp ngàn thời gian, gấp ngàn, gấp trăm ngàn lần mình. À, mà chỉ vì tu sao mình có mấy tháng thôi
mà cứ một dạ hai cũng dạ, một thưa hai cũng thưa, lúc nào cũng đi sau đi dưới, lúc nào cũng nhường nhịn kính nể cái bậc tôn trưởng vậy đó. Rồi ngài thấy có vẻ hơi bất tiện, A-la-hán với nhau hết à, giống ngài phà bất tiện ấy. Nhưng mà ngài thấy có vẻ hơi bất tiện với cái vị trí hai vị này lớn quá đi, bởi vì bằng chứng là về sau khi mà Đức Thế Tôn được 55 tuổi đó, ngài có nói với Chư Tăng đó là ta đã có tuổi, ta cần có cái người đi bên cạnh để giúp đỡ chuyện lớn nhỏ. Thì Chư Tăng tìm dùng cho ta một nhân sự thích hợp, một nhân tuyển thích hợp. Thì lúc đó ngài sẽ là Phật, rồi mà ngài Bồng Liên mới sinh sinh được tiếp theo làm thị giả. Thì ngài có nói thế này, ngài tức là Đức Phật á, ngài dạy rằng đó, hai người ở đâu thì cũng giống như ta ở đó, nếu mà mình đi chung với nhau thì đó có phải là cái thiệt thòi, cái mất mát cho đông đảo chư thiên và loài người hay không? Bởi vì hai người ở đâu thì cũng giống như ta ở đó. Cái câu này là câu đáng lưu ý. Dĩ nhiên hai bên này không thể là bì với Phật, nhưng mà cái trong câu nói Đức Phật không phải là vô lý, sao vô lý được nha. Thì có nghĩa là cái khả năng mà hiểu biết rồi thuyết giảng rồi khả năng sử dụng vô lượng phương tiện rồi nhận thức hiểu biết giác ngộ chứng đắc hay mấy vị này là cái chuyện mà gọi là đứng ở ghế phó đó, là phải dư xăng qua cầu nha. Cho nên đó là ngài con trai nhái ngài thấy hình như cứ để hai vị này gặp mình cứ lễ mễ hoài mất thời gian quá đi, cho nên ngài mới vào ngài xin Phật. Thôi thì bây giờ con xin, chuyện đời con cũng đã xong rồi, cái chuyện nên làm cho cái đạo nghiệp của mình cũng đã hoàn tất, thôi thì quãng đời còn lại con xin Thế Tôn cho con được sống tự tại thong thả ở trên núi cao, con có cái cộng duyên cộng nghiệp với cái đám voi rừng ở trên núi đó, thì con về con giúp tụi nó ít đợt ít bữa rồi con cũng đi, thương lắm, thương với Phật như vậy đó, con có chút cộng duyên cộng nghiệp với tụi nó trên núi đó, thôi con về thì giúp đỡ tụi nó, giúp bằng cách là cho tụi nó làm phước vậy đó. Cái chuyện trong rừng không có tên, phải kệ về giảng kinh, phải theo kinh chứ biết sao. Thế là ngài đảnh lễ từ tạ Thế Tôn rồi ngài ra đi. Mình đọc mình thấy thương nhưng mà mình quên chuyện ngài là La Hán Lục Thông, mà Thế Tôn cũng là Lục Thông. Thì đối với cái người Lục Thông á, thì cái chuyện mà mỗi người ở một hành tinh khác nhau không là cái khoảng cách đáng nói, thì xá gì mà dài 300 cây số đường kim bay thì nó có nghĩa lý gì quý vị, nhưng mà mình đọc thấy cũng ngậm ngùi. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi thì ngài đi về núi ngài ở luôn cho đến lúc mà sắp tịch á, thì ngài có xuống ngài gặp lần cuối, lúc ngài gần tịch ngài có xuống ngài đảnh lễ Thế Tôn. Thì là lâu nay không có thấy con đanh nha, lớn tuổi rồi thôi về sống với Như Lai. Thì ngài nói dạ thưa con vẫn an lạc, con có thể sống một mình, hôm nay con về hầu Thế Tôn để con xin phép Thế Tôn cho con niết bàn xin phép. Thì Đức Phật ngài không có từ chối, cũng không cản ngăn, không có khuyến khích, mà ngài chỉ nói là hãy làm cái gì mà ngươi thấy là hợp thời, thấy đúng thì làm. Ngài chỉ trả lời nói thì tiếng Việt Nam mình đó. Alo, các vị có nghe chưa? Các vị đã nghe trở lại chưa? Các vị đã nghe đến đâu? Các vị đã nghe đến đâu? Cứ nghe không mà không cho biết các vị đã nghe đến đâu. Chứ bây giờ chúng tôi biết trở lại chỗ nào? Sống một mình là sao ta? Rồi, trốn, trốn, trốn. Dạ, trốn, trốn. Thì sau khi, tôi nhắc lại, sau khi gặp Phật xuất gia chứng La Hán thì được có được mấy hôm thì ngài vào ngài từ tạ Đức Phật, ngài xin về núi ngài ở nha. Thì trong kinh ở trên núi chỗ ngài ở nó có một bầy voi rừng
do cái tiền nghiệp cộng duyên nhiều đời gặp ngài là thương ngay, với cái hai nữa với tâm của ngài rồi cộng với cái duyên xưa giữa người và voi không hề có trục trặc gì hết. Thế là một bầy voi chăm sóc ngài theo cái cách của voi nha. Rồi cứ vậy mà ngài ở đó được 12 năm, rồi ngài trở về lễ Phật, ngài mới sinh Niết Bàn. Thì ngài trở về núi xong thì ngài viên tịch. Thì chúng ta biết rằng đó là theo kinh ghi thì thời Đức Phật chỉ có hai cái tang lễ của chư tăng được xem là hoành tráng hạng nhất, được xem là đệ nhất hoành tráng. Cái lạ như vậy đó, là của ngài Kiều Trần Như và ngài ngài gì ta, ngài Mục Tiền Liên. Đó, trong kinh ghi là trong thời Đức Phật đó thì cái người cư sĩ mình không có nói, ví dụ như đám tang của vua Thịnh Phạn lớn dữ lắm nha, mà lớn lắm. Bởi vì thứ nhất là có cái sự chứng minh của Thế Tôn, mấy chục ngàn vị La Hán và cộng với cả một cái triều thần hoàng tộc Thích Ca coi như là rất là rần rộ. Còn nói về trong tăng chúng á, thì cái đám tang của ngài Côn Đanh Nhã lớn lắm. Lớn là sao? Tức là sau khi mà ngài về núi rồi, ngài về núi xong đầu ngài trước khi ngài cũng về của mấy con voi thì nằm yên, bắt đầu ngài thịt mấy con voi coi như là nằm phục bên xác, bắt đầu nó rống lên nó khóc. Thì lúc đó các ngài như ngài Anuruddha, ngài Mục Kiền Liên, các vị đã dùng thần thông đi lên đó, nhiều vị tỳ kheo thánh tăng lên đó thuyết pháp suốt 7 ngày 7 đêm, vô số chư thiên trong 10 phương thế giới về để mà nghe pháp. Xong rồi mới là quả thiêu, nghe quả thiêu cái di hài của ngài và cái bảo tháp thờ và cái xương được đem về để chùa Kỳ Viên để trình lên Đức Phật nha. Chúng ta biết đại khái là như vậy đó. Đó là cái kết thúc cuộc đời của một vị thánh mà có cái hạnh khiêm cung rất là đáng nói. Còn về tiền thân của ngài thì có một vài chi tiết hơi đặc biệt, tức là 100.000 đại kiếp về trước ngài cũng từng là một người cư sĩ đi chùa rồi gặp Đức Phật Ban Mutra, tức là một vị Phật quá khứ ha. Thì ngài thấy có một vị tỷ kheo được Đức Phật Ban Mutra xác nhận là vị đầu tiên xuất gia mà cũng đầu tiên chứng ngộ, đứng là đứng hàng đầu trong hàng thinh văn về vấn đề niên cao lập trưởng, tiếng Pali gọi là Ratanyu. Ratanyu có nghĩa là cao niên, cao niên. Cái tiếng Pali là Ratta là đêm, Ratta là đêm, mà nhu là biết. Có nghĩa là sao? Theo cái người Ấn xưa đó, họ nói cái cao niên là sao? Cao niên là cái người đã sống qua nhiều đêm trong đời này hơn khác thì gọi là cao niên. Cũng giống như trong tiếng Hán, cái chữ cổ đó, nó viết tên là chữ thập, ở dưới là chữ khẩu. Họ nói rằng cái chuyện gì mà được truyền miệng qua 10 lần, qua 10 thế hệ, qua 10 đời, hoặc là tối thiểu cũng qua 10 cái miệng, thì cái chuyện nó được xem là chuyện xưa, chuyện cũ, chuyện cổ nha. Nhớ cho đó. Còn người Ấn ngày xưa đó, họ nói Ratanyu có nghĩa là ai mà trải qua nhiều đêm nhất thì người đó được xem là cao niên. Do đó nó có cái chữ Ratanyu. Cho nên ngài mới nói rằng là ngày trong kinh Đức Phật ngài mới dạy là trong đệ tử của ta đó, cái người mà cao niên trong cái tuổi tuổi đạo đó thì chính là Côn Đanh Nhã, là cái vị đầu tiên chứng đạo và xuất gia, xuất gia trong cái giáo pháp của ngài. Về cái duyên lành quá khứ thì khi mà thấy Đức Phật quá khứ mà ngài có một người đệ tử như vậy thì ngài Kiều Thần Như mới làm phước cúng dường, rồi nguyện đời sau con cũng là một tỳ kheo coi như đắc đạo đầu tiên, xuất gia đầu tiên trong cái giáo pháp một Đức Phật nào đó trong tương lai. Và do cái nguyện đó mà bây giờ là kiếp chót ngài được như vậy. Và có một cái giai thoại nhỏ về ngài mà trong chú giải có kể thêm ở đây.
tức là trong một cái đời Phật quá khứ, trong một đời Phật quá khứ, nghe Phật của Tỳ-pa-thi, thì ngài Diệu Trần Như lúc đó sanh ra ngài có hai anh em, người em ngài tên là Ma-ha-ca-la, còn người em tên là Chu-la-ca-la, Ma-ha-ca-la, em ngài thì tên là Chu La Cà La, hai anh em đều thương Phật, quý Phật, kính tăng gì lắm. Thì bữa đó người anh tức là Ma Ha Ca La, người tức là tiền thân ngài Kiều Trần Như, tự nhiên cái phát tâm hoan hỷ quá, muốn cúng dường chư tăng bằng mới nấu cơm bằng lúa mới nó mới đã, chứ còn mà cái thứ cơ gạo mà không phải gạo mà chứa trong kho trong lõng trong vựa thì đâu có ngon, bây giờ phải nấu bằng gạo mới, gạo đầu mùa mà khổ chỗ lúc đó lúa nó còn non quá đi, không làm sao mà gặt đi vô được, làm sao mà làm ra hộp được. Thì mấy bạn với em thì người em mới nói thế này: anh tin Phật, em cũng tin Phật, nhưng mà anh là nhà nông, anh phải biết thế là lúa mình muốn gặt phải có khi có thì, chứ có đâu mà mình muốn gặt lúc nào mình gặt, mà anh muốn gì mà ác ôn quá. Bây giờ là lúa nó đã mới có non xèo non sợ kia mà cúng là cúng cái nỗi gì. Thì anh muốn quá biết làm sao, anh nói thôi bây giờ thế này, ruộng ba má cho đó mình chia hai, em phần nửa anh phần nửa, phần của em thì em muốn làm gì em làm, phần anh là anh cho người gặt hết rồi vô ép ép rồi xây sao mà để cúng Phật, chứ còn anh chịu hết nổi rồi. Lúc anh đang vui quá, vui mới mốt phần bỏ đi rồi làm sao mùa lúa chín mà như em muốn là Phật của chư tăng đi sạch sẽ rồi mình cúng cho ai. Thế là ổng huy động thợ ra cắt cái lúa non vô, bắt đầu ổng bằng mọi cách ổng làm sao mà cho ra cơ ra gạo, mà gạo non xèo mà nó còn ngọt còn béo đó, nó cúng cho Phật. Thì trong kinh nói đó, kể lại cho bà con nghe thì bà con không có tin, nhưng mà tôi có chút dựa vào A Tỳ Đàm thì tôi tin là cái tác ý nó quan trọng lắm. Mình thấy người em có lý, nhưng mà theo trong A Tỳ Đàm cái tâm á, cái tâm trễ nại, còn cái kia là cái tâm mà tâm gọi là tâm nồng nhiệt háo hức, nó hơi chính cái chỗ này nè. Cho nên người anh nó về sau trở thành con đành nhá, anh là con đành nhá, còn người em là Su Phát Đa, cái người mà gặp Phật cuối cùng mà khi ngài sắp tịch, bà con còn nhớ không ta? Alo, bà con còn nhớ cái vụ này, có nhớ là Su Phát Đa không? Là lúc Phật sắp niết bàn có hai nhân vật Su Phát Đa, một Su Phát Đa già và một Su Phát Đa trẻ. Cái ông già là cái ông mà đi chung với ngài Ca Diếp, rồi khi mà nghe Phật tịch ông vui lắm, ông nói từ đây về sau khỏi ai la rầy hết trơn ấy. Thì chính từ cái câu nói của ông này nè, nói theo bắt tông là ông thị, là thị hiện, ông thị hiện ông nói chứ không phải là bất thiện nói, mà ông thị hiện ông nói để cho chữ tăng mới là kiết tập tâm tạng để mà duy trì cái thọ mạng chánh pháp lâu dài cho đến hôm nay, đó gọi là bắt tông, gọi là thị hiện. Theo bắt tông thì ông đề bà tăng đa ông cũng không phải làm bậy đâu, ông chỉ thị hiện thôi, thị hiện làm bậy thôi. Thì ông này thì coi như ông Su Phát Đa già thì ông có cái câu nói nó hơi bán bổ, cho nên nó là nhờ đó đó mà ngài Ca Diếp mới nghĩ đến chuyện kiết tập ngôn nha. Rồi còn có Su Phát Đa trẻ là sao, là trong cái đêm mà Thế Tôn nằm ở trên cái tảng đá ngoài vườn Ngự Uyển Sala của vua Mala đây của Sinara đó, thì có một ông du sĩ lặn lội đường xa xôi tìm đến gặp Phật. Đó là đêm cuối đâu, chứ nghe nói Phật về chúng ta cũng gặp thôi. Ai ngờ ông tới nơi thì ông ngày anh An từ chối, anh An nói Thế Tôn mệt lắm rồi, không còn hơi để mà gặp khách nữa. Thì lúc đó trung kinh ông đang nỉ ba lần như vậy, cái gì nó dục ổng, cái duyên nó dục nó khiến ông năn nỉ ba lần như vậy. Thì nếu có Đức Phật này nghe được thì nói: anh An ơi, hãy cho Su Phát Đa vào đi, hãy cho Su Phát Đa vào đi. Mà các vị biết không, các vị đọc chú giải chỗ này, các vị thương đức ruột, có ba cái lý do mà Thế Tôn về nhập diệt ở đây: một là để gặp Su Phát Đa, hai là có dịp để Phật kể lại cái tích thiện kiến. Cái tích đó quan trọng lắm, kể như vậy đó để mà củng cố niềm tin cho nhiều người. Số 3 nó là ngày tập đó sẽ có người đứng ra phân chia xá lợi. Còn nghe không? Rồi ngủ sạch rồi. Rồi.
Đó là cho nó nghĩa là cái lý do cái chuyện mà gặp ông Suppanna này cũng là một trong ba cái lý do mà Phật nghĩ đến để mà về Kusinara. Đặc biệt đó là cái tấm lòng của người mẹ, tấm lòng của bậc đại giác, tấm của bậc thiên nhân sư từ phụ của là ngài đó. Thì ngài ông Suppanna này vào gặp Phật rồi đó, ông mới hỏi ngài, nó không biết ngài mệt lắm, còn hỏi nhanh thôi, con lui ra liền, con hỏi một câu thôi là sao ông giáo chủ nào cũng xưng mình nó là thánh hết trơn, nó đúng hay không? Con hoang mang ngờ vực quá, xin ngài ừ hay là ừ một tiếng là con đi ra liền. Thì ngài nói rằng cái câu đó không quan trọng, ai là thánh ai không là thánh chuyện đó không quan trọng, nhưng mà ta có bốn không này, ngươi cần phải nghe. Cái không thứ nhất, chim bay không để lại dấu chân trên trời. Cái không thứ hai là vạn hữu đã có mặt ở đời, không chi trường cửu. Cái không thứ ba là ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân. Và cái không thứ tư là chư Phật luôn là an tịnh bất động. Đây là bốn không, người phải nhớ. Thật ra trong bốn không là đã có câu trả lời rồi, vì ông nói là ông hỏi là ông nào cũng nói mình giáo chủ là thánh nhân hết á, thì con xin hỏi họ có nói đúng không? Thì ngài nói hãy để nó qua một bên, đừng nhắc đến họ, mà hãy nghe bốn không này nè. Đó, chim bay không để lại dấu chân trên trời, vạn hữu có mặt thì không gì trường cửu. Thứ ba là ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân, và thứ tư đã là chư Phật thì tâm luôn tâm không có cái tình trạng dao động. Ông nghe xong rồi lỏng lập quỳ sập xuống xin xuất gia, và trước mặt Thế Tôn, trước sự chứng minh của Thế Tôn và 500 vị tỷ kheo thánh tăng, mà trong đó nói là minimum là tu đầu quần. Thì ngày một ngày Ananda đã là truyền đại giới cho ông, rồi ông lễ Phật xong ông lùi ra ngoài bóng đêm, lùi ra ngoài bóng đêm ngồi gốc cây. Đúng 3 giây sau là vào lại Phật, coi như đại công cáo thành, đạo nghiệp hoàn mãn, chứng xong quả vị La Hán, lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích. Đó là đệ tử cuối cùng trong đời của Thế Tôn. Thì cái người đệ tử này nè chính là người em mà thuở xưa mà đôi co với người anh trong cái chuyện mà gặt lúa để mà cúng Phật ấy. Người anh là ngài Kondanya đắc đạo đầu tiên, mà người em là Suppada đắc đạo cuối cùng. Thì tôi biết trong rung là nhiều người cũng không có được vừa ý, có cái ý trách là tại sao kỳ vậy, người em đâu có phải cản anh đâu, người em chỉ cản cái chuyện là gặt lúa kỳ thôi chứ đâu có cản anh làm phước. Rồi xong luôn. Alo, các vị còn nghe không? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Bữa nay y, lạ, bữa nay tự nhiên kể đời mấy vị thánh là tự nhiên ma nó phá liên tục. Lạ luôn thì. Làm thì ma nó ok, ma ủng hộ, còn coi như là bữa nay nói tới thánh là ma nó phá. Lạ luôn, nhưng mà cũng có thể là bữa nay trời xấu ha. Hai hôm nay là bên đây chỗ chúng tôi ở là tuyết trắng, coi như mịt mù đẹp lắm. Chúng tôi ao ước có một lúc nào đó mà chúng tôi giảng á, bà con có thể nhìn chúng tôi bê cái máy lấy trời tuyết làm phong á, thì đẹp lắm. Vừa giảng mà con vừa tuyết rơi, nhưng mà cái chuyện này bà thấy còn xa lắm. Rồi như vậy thì mình đã học xong về cái chuyện ngày con đành nhé nha. Học về đời ngàm học ra nhất là nhiều chuyện. Cái chuyện mà một vị thánh khiêm cung nhường chỗ cho hai người sư đệ mà mình tôn tôn quý nha, đó là cũng là cái chuyện đặc biệt. Cái chuyện thứ hai là cái chuyện mà làm phước, cái thái độ tâm lý của hai anh em ngài trong tiền kiếp, đó cũng là chuyện đáng để mình lưu ý. Và chuyện thứ ba nữa đó, thì ở đây có một điều mà con cũng phải lưu ý là cái chuyện mà vì đâu mà một vị thánh được Thế Tôn xác nhận là đệ nhất cái này, đệ nhất cái kia. Thì trong chú giải nó có bốn lý do nha, có bốn lý do mà để mà một người mà được một vị tỳ kheo, một cư sĩ, một tỳ kheo ni mà được Thế Tôn mà xác nhất là cái kia, thì nó cả gồm có bốn duyên ghi nha, có bốn điều kiện, bốn cái điều kiện để một vị thánh được Đức Phật tuyên dương
về một cái biệt, một cái biệt hạnh nào đó, một cái biệt hạnh nào đó nha. Bốn cái điều kiện để một vị thánh được Đức Phật tuyên dương về một biệt hạnh đó. Rồi cái số nhất, số 1 nè, để ghi cái số 1. Cái số 1 gọi là Appatito. Sự kỳ gì ta, có nghĩa là có nghĩa là có duyên, có duyên sự cụ thể ai cũng thấy, nếu không thì đại chúng bất phục, nếu không thì đại chúng sẽ hoang mang hoặc là bất phục. Cái tức là đã biết vị thánh thì ok, nhưng mà phàm ngạc nhiên nó kỳ ta. Thứ nhất là áp thấp tiện, có nghĩa là cái duyên sự cụ thể ai cũng thấy là sao. Thí dụ như cái chuyện mà ngài con đánh giá mà ngài đi xuất gia đó, là được xem là đầu tiên, cái gì ai cũng thấy, thì cái phần duyên sinh này đơn giản. Rồi cái thứ hai nữa, nó trường hợp như ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất bây giờ tôi sắp kể về ngài Xá Lợi Phất, cho nên chúng ta phải nói đến bốn cái này. Ngài Xá Lợi Phất, ngài một kiền liên mà được xem là đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, là bởi vì cũng phải dựa vào bốn cái này. Cái thứ nhất là áp tí, bỏ chữ tô dùm, vì trong văn phạm thì có chữ tô, nhưng mà khi mình kể ra mình chẳng bỏ chữ tô dùm nha. Áp tí phải có duyên sự hẳn hoi cụ thể, có nghĩa là như trường hợp ngài Xá Lợi Phất ấy, thì khi mà Đức Thế Tôn ngài ra khỏi cái hạ mùa an cư thứ bảy đó, từ từ cung trời Đậu Lợi, ngài trở về nhân gian ở cái thành Sankassa, thì lúc đó chư tăng Phật tử ra đón ngài đông lắm, nhớ nha, đón ngài đông lắm, đón đông lắm. Thì lúc đó chuyện về cái vụ đó thì dài, chúng tôi đã kể không biết được bao nhiêu lần. Cái chuyện mà ngài Mục Kiền Liên ngài ra đó chung với ngài Anuruddha, rồi ngài mới hỏi ngài nó ở Anuruddha thì bây giờ Thế Tôn đang ở đâu chẳng hạn. Thì lúc đó Đức Phật ngài từ đó đó ngài đi xuống, ngài mới nhìn quanh, ngài mới nhìn quanh, ngài mới nhìn lại chúng, ngài mới nhìn quanh lại chúng, ngài mới suy nghĩ thế này nè: cơ hội tốt nhất để mà ta cho mọi người thấy Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ là bởi vì trong suốt 3 tháng qua, thì mỗi ngày, tính theo ngày của nhân loại nha, chứ không phải ngày chư thiên, thì mỗi ngày ngài đều gặp ngài Xá Lợi Phất hết. Rồi cái ngày giảng trên cõi trời xong rồi ngài trở về, ngài hóa hiện ra một vị Phật ngồi trên đó thế ngài, còn phần ngài ngài trở về đây, ngài ngày 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 dùng ngày đi bát bên Bắc Lưu Châu, tức là một hành tinh khác, trong đây toàn phong thần không nha. Xong rồi ngày mới trở về cái Tuyết Sơn á, ngày thì gặp ngày Xá Lợi Phất ở đó. Ngày Xá Lợi Phất lấy bình bát, cái dâng nước và cái cây trà răng cho ngài, rồi nghe ngài giảng lại cái phần mà ngài đã giảng trong 24 giờ qua trên cõi trời. Và cứ như vậy đó, cứ như vậy đó, cứ như vậy mà coi như là suốt 3 tháng trời. Thì hôm nay khi mà ngài trở về thì ngài mới suy nghĩ là ta sẽ nhân cái dịp này mà để cho mọi người thấy Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ, là người có thể thay ta vận chuyển mình sẽ pháp luân. Cho nên trong chú giải nói ngài đã lần lượt ngài hỏi mà phàm thánh ai cũng hiểu. Thì trước mặt đại chúng khi ngài hỏi như vậy, các ngươi nghĩ thế nào, bla 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 bla, thì lúc ai cũng chắp tay quỳ xuống trả lời hết. Khi ngài hỏi tiếp một số năm câu hỏi tiếp theo mà trong cái trình độ của tu đầu quần á, thì mấy người phàm không hiểu, mà chỉ có mấy vị tu đầu quần trở lên. Thì cứ như vậy ngài đưa ra năm câu hỏi cho vị Tư Đà Hàm, rồi năm câu hỏi cho vị A Na Hàm, năm câu hỏi cho vị A La Hán. Đấy, và trong khi mà ngài hỏi tiếp cái câu mà trong cái trình độ của mấy vị đại thanh văn như là như lời ngài Ca Diếp, ngài Upali, rồi ngày ca nhân viên, thì các vị đó với nhau có thể trả lời được. Nhưng mà khi ngài hỏi một câu mà trong cái trình độ của ngài Mục Kiền Liên á, thì chỉ còn là ngài Mục Kiền Liên với ngài Xá Lợi Phất thôi. Và khi ngài hỏi cái câu phụ thuộc về trình độ của ngài Xá Lợi Phất á, thì ngài Mục Liên im lặng không có trả lời. Đó, trong chú giải nói như vậy nha, nhớ nha. Thì khi ngài hỏi một cái câu mà nó thuộc về trình độ của ngài Xá Lợi Phất thì ngài Mục Kiền Liên im lặng.
Thì lúc Đức Thế Tôn mà lại hỏi thêm một câu nữa thuộc trình độ của chư Phật, thì Ngài sẽ là Phật im lặng. Ngài sẽ lắm với suy nghĩ, Thế Tôn đang muốn hỏi ta khía cạnh nào đây? Câu hỏi này rộng quá, nhớ nha, câu hỏi này rộng quá, Thế Tôn đang muốn hỏi ta về khía cạnh nào đây? Thì lúc Đức Phật Ngài gợi ý, thì ngay khi Đức Phật gợi ý thì Ngài sẽ lắm mới trả lời. Và lúc đó là Ngài sẽ lắm Phật Ngài mới hiểu rằng vừa rồi Đức Thế Tôn đã nêu ra một loạt câu hỏi cho các trình độ khác nhau. Và nhân cái sự kiện này, Đức Thế Tôn Ngài mới xác nhận Ngài sẽ lợi Phật là đệ, nhớ nha. Chứ mà không học kinh này đó thì chắc kiếp nào mình biết được chuyện này nha. Rồi xong, cái đó là cái điều kiện một, gọi là ấp bạch tí, có nghĩa là duyên sự rõ ràng cụ thể. Số 2 gọi là agamana. Agamana có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là cái chiều dày túc duyên. Cái chiều dày túc duyên có nghĩa là ngài chiều dày túc duyên có nghĩa là cái người mà nó đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông, đệ nhất đầu đà, đệ nhất khổ hạnh gì cũng cần biết. Nhưng mà cái này không phải là chuyện của một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, mà nó cái chuyện này là phải được người ta gọi là quân tu tích tập nhiều đời nha, chứ không phải. Thì trong đây chú giải mới ghi thêm là trước khi mà gặp trước trước cái kiếp chót, trước cái kiếp chót là ngày cái ngày một ngày Xá Lợi Phất đã suốt 500 kiếp liên tục là người đại trí trong đời, giống như mình bây giờ là ông Stephen Hawking hoặc là ông Albert Einstein gì đó. 500 kiếp ngày đi xuất gia ly dục đắc thiền và là đạo sĩ, hàng đạo sĩ mà suốt 500 kiếp như vậy nha. Có là agamana tức là chiều, agamana tức là cái chuyện xưa kể lại nha. Thì cái chiều dày túc duyên đó là nó dịch theo nghĩa bóng đó. Có nghĩa là phải ghi chứ không thôi không hiểu, nghĩa là dạ biệt hạnh ấy không chỉ do một hai đời mà có. Nhớ nha, phải định nghĩa thêm chứ không thôi. Đó, trong đây mới ghi nè. Đó, cái thang Agamanato thế nào là cái túc duyên sâu dày Isai với áp tích bắt thiệt ra. Rồi, xong nha. Trong đây chúng ta dựa vào đó chúng ta giải thích đó. Rồi, xong. Cái số 3 là Chinnavasito. Cái số 3 là Chinnavasito. Cái số 3 là Chinnavasito có nghĩa là Chinnavasi. Chinnavasi có nghĩa là đương sự sống hết mình, dốc hết sức cho cái biệt hạnh đó. Không thể lai rai ầu ơ, không thể lai rai ầu ơ. Ầu ơ nghĩa là lâu lâu làm một hai bài thơ rồi cái gọi là thi sĩ thì không phải nha, mà phải là sống hết mình mà dốc hết sức cho cái biệt hạnh đó. Đó thì mới gọi là cái là chinh á, chinh nó qua si. Chinh á có nghĩa là collect, có nghĩa là cái sự thu gom tích tập, quân tập tích lũy. Còn quá si là cái khả năng, cái khả năng nó phải tích tập, tập quân tu tích lũy nhiều đời. Cái số 3 gọi là chinh nó quá si. Rồi cái số 4 gọi là gunatirika. Số 4 gọi là gunatirika là cái khả năng á hơn người. Cái biệt hạnh đó phải là hơn người nha. Rồi bây giờ mình đang nói về Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên cũng vậy. Thứ nhất là cú ná là cái ân đức, hoặc là cái chỗ này mình hiểu là khả năng. Atire cá là vượt trội, atire cá là vượt trội nha, atire cá là vượt trội. Cú ná atire cá là cái khả năng hơn người, cái khả năng vượt trội. Rồi nhưng Ngài Xá Lợi Phất thứ nhất cái đầu tiên thấy đó gọi là Atapati, là tức là từ cái sự kiện mà giữa đông đảo đệ tử tôn mà Ngài đã trả lời những cái câu hỏi mà không ai kể cả Ngài Mục Kiền Liên
có thể trả lời được. Đó là cái sự kiện, cái duyên sự rõ ràng. Cái số 2 là ngài có một cái túc duyên sâu dày từ nhiều đời, chứ không phải là một con đời một kiếp. Số 3 là cái khả năng đó không phải tự nhiên, độc hứng, độc khởi, độc biến mà có, mà do cũng đã tích lũy, tích tập. Mà không, cái tích tập là cái số 2, cái số 3 là ngay kiếp này đã là thánh rồi thì ngài cũng sống hết mình và giống dốc hết sức. Nhớ nha, ba là kiếp trước, số 2 là cái kiếp trước, mà cái số 3 là kiếp này. Nhớ nha, cái số 3 là kiếp này. Ngài dốc hết sức sống hết mình cho cái biệt hạnh đó. Và cái thứ tư, anh dốc hết sức nhưng mà anh có hơn ai hay không? Bởi vì có nhiều học trò đó thì siêng vô cùng tận, nhưng mà vẫn không thể đứng đầu lớp. Trong khi có những học trò đó rất là giỏi lý, vật lý đó, rất giỏi hóa học, rất là giỏi đại số, hình học, lượng giác. Mình siêng học, thằng đó nó siêng học to, nhưng mà đúng nó cũng giỏi thiệt, siêng khác mà giỏi khác. Cho nên đó là lý do tại sao phải có cái thứ tư. Cái thứ ba mình hiểu năm nay là siêng cực kỳ, sống hết mình. Nhưng mà cái thứ tư là siêng mà có giỏi không? Có giỏi không cái đã. Thì cộng bốn cái này lại thì mới một vị thánh mới được Đức Phật là đặc biệt xác nhận tuyên dương là đệ nhất cái này, đệ nhất cái kia. Đó, phải bốn cái này. Đấy. Bây giờ tiếp theo mình sẽ học về ngày sẽ là Phật. Như chúng tôi đã nói khi nãy, cái hạnh riêng, cái biệt hạnh, cái đặc hạnh của mỗi vị thánh á, thì mình nghe qua mình thấy giống như cái hoa lá cành cho đời một vị thánh thôi. Cái chánh hiếu, cái cốt lõi là chấm dứt phiền não, kết thúc tử sinh. Nhưng mà thật ra phải đơn giản như vậy. Mà mỗi cái biệt hạnh vậy là một cái khía cạnh ba la mật mà vị này đã quân tu nhiều đời. Thí dụ như bây giờ nó đệ nhất đầu đà đi, là vị nào cũng phải là tu 10 ba la mật hết. Nhưng mà cái vị đệ nhất đầu đà này á, là vị này đã nhiều đời ly dục. Phải nói như vậy, cái hạnh ly dục vị này nói bật, vị này mê cái này, khoái cái này, có nặng cái này nha. Còn ví dụ như vị đệ nhất là tài lộc như ngài Siva Lý đi, thì ba la mật phải toàn do, không có được thiếu một cm nào hết, đúng. Nhưng mà trong đó cái hạnh bố thí của ngài có bộ hình như ngài mê của đó nhất. Ngài mê hạnh bố thí nhất, có nghĩa là trong cái ngôi nhà ba la mật của ngài thì coi như là tường vách, trần sàn, mái, cửa lớn cửa nhỏ, cái gì cũng phải vuông tròn hết. Nhưng mà tại vì ngày khóa, ngày đặc biệt ngày thích, ngày thích trang trí cửa sổ à, cho nên trong ngôi nhà của ngài cửa sổ đẹp nhất. Còn có người nhà nào cũng phải có trần, có mái, có sàn, có cửa lớn cửa nhỏ, có phòng lớn phòng nhỏ, đúng. Nhưng mà có người họ lại mê trang trí cái cửa lớn, có người mê trang trí cửa cái, có người mê trang trí cái ban công, có người mê trang, có người khoái trang trí cái nóc nhà, có người thích trang trí cái trần, có người thích trang trí cái sàn, thí dụ như vậy. Nhưng mà cái nhà lúc nào tròn trịa hết. Ở đây cũng vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất là trong nhiều đời đó là ngài đặc biệt, ngài thích thú trau dồi trí tuệ. Cách đây một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, ngài đã chuyển vắn tắt, khi kể dài tôi mệt quá nha. Thì ngài đã gặp một vị Phật quá khứ tên là Anumadasi. Và sau khi mà cúng dường với Đức Phật này thì Đức Phật đó đã kêu cái người đệ tử mà số 1 của mình đó thuyết pháp. Thay vì vị Đức Phật thuyết pháp, tử số 1 thuyết pháp, thì ngài Xá Lợi Phất nhìn cái vị đệ tử đó ngày mê, coi như là tăng tướng đạo cốt không chê vào đâu được, mà pháp âm thì ví diệu, nghĩa vi diệu, mà diệu âm thì gọi là lãnh lót, êm tai như rót mật. Thì ngài bị hút, ngài bị cuốn hút bởi hình ảnh đó. Ngài mới hỏi những vị tỳ kheo ngồi bên cạnh đó, ngài đang quỳ mà ngài hỏi cái vị của bên, hỏi là vị tỳ kheo đó là ai mà đặc biệt như vậy, đến cả bậc thế tôn mà không thuyết pháp mà lại kêu ngài thuyết pháp, ngài giống như là kêu làm dâm vậy đó. Thì vị kia nói đó là đệ nhất thịnh văn đó, tức là trong tam thiên đại thiên thế giới thì ngoài thế tôn đó, thì cái vị này là nhân vật số 2 đó, về trí tuệ, về đạo hạnh đó. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nghe đó là ngài không còn cái hồn vía gì mà bận tâm cái chuyện đời nữa hết. Ngài có mấy ngàn đệ tử của ngài sau khi nghe Phật thuyết pháp đắc A La Hán hết, mà riêng ngài bị ám ảnh. Cái là được ám ảnh hay là bị ám ảnh thì cũng khó nói, nhưng mà đại khái là cái hình ảnh của cái vị mà đệ nhất thanh văn đó, coi như là pháp âm cuồn cuộn mà diệu âm đó, thì coi như lãnh lót.
Ngài mê quá, Ngài mới quỳ xuống, Ngài lạy Phật, Ngài nói 7 ngày qua Thế Tôn và chúng tăng ngự trong khu rừng này, con cũng đã hết lòng hết dạ, con hầu hạ, con phục dịch thôi. Bây giờ bao nhiêu công đức đó, con xin nguyện một chuyện thôi, xin cho đời sau, trong một cái kiếp nào, trong tương lai xa vời nào cũng được, mà con được làm một, con được gặp một vị Phật, rồi con cũng là một vị tỳ kheo y chang như cái vị này vậy đó nha. Thì Đức Phật Anu Madassi thì Ngài mới trong vòng có một giây thôi, Ngài ngày quán về tương lai, Ngài thấy cái hạnh nguyện đó đó sẽ thành tựu, cho nên Ngài mới khẽ càng chậm rãi thông thả, Ngài nói như được một tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nữa sẽ có một vị chánh đẳng chánh giác, có cái hồng danh là Gautama ra đời, thì khi đó ngươi sẽ là vị đệ nhất thinh văn trưởng tràng trong cái đám thinh văn, ngươi sẽ đứng đầu về trí tuệ, là huynh trưởng, là anh cả trong cái nhóm thinh văn đó, trong cái tam thiên đại thiên thế giới đó đó, thì ngoài Đức Như Lai Gautama ra, ngươi cũng sẽ là nhân vật số 2 về đạo hạnh và trí tuệ nha. Thì đúng như vậy, 100.000 đại kiếp sau, ở một A tăng kỳ 100.000 đại kiếp sau thì ngài đã gặp Đức Phật. Và chúng ta biết rồi, đâu có phải là nguyện một cái như là luân hồi muốn làm gì làm rồi cứ đợi kiếp chót cái thành, không có phải, không có phải như vậy. Mà kể từ sau khi nguyện trở thành đệ nhất và trí tuệ rồi đó, là ngài đã tu cái gì? Tu Ba La Mật. Và cái gì đặc biệt để trở thành đệ nhất trí tuệ? Ba La Mật thì đúng, bố thí trì giới kham, những cái giống gì cũng phải trao dồi, nhưng mà riêng đặc biệt cái hạnh trí tuệ đó là ngài hiếu học vô cùng. Gặp người hơn cũng học, gặp người bằng cũng học, gặp người thua cũng học, miễn là có cái nghĩ ra cái để hỏi là bèn hỏi, nghĩ ra cái chuyện để hỏi là hỏi. Suốt một A tăng kỳ như vậy, cứ nghĩ ra cái chuyện để hỏi, cái chuyện hay ho cần thiết các nhà, chứ phải chuyện tào lao. À, cứ nghĩ ra cái chuyện gì để hỏi là lập tức hỏi. Suốt một A tăng kỳ theo tu cái hạnh đó, thấy cứ gặp ai đi nữa đó là cũng phải nghĩ ra cái chuyện hay ho để mà hỏi. Thì cái bị tưởng tượng người như vậy làm sao mà dở cho được nha. Rồi đến cái đời Đức Phật mình á, thì các vị biết rồi, mỗi vị chánh đẳng giác, mỗi vị Phật, chữ Phật cái tôi tôn quý lắm, tôi phải viết lớn, bây giờ tôi đánh có một tay à, làm sao mà tôi đánh được, mình phải đánh chữ nhỏ nha. Mỗi vị Phật chỉ có 4 đệ tử nhớ hơn 1 A tăng kỳ đại kiếp, mỗi vị chỉ có 4 thôi. À, Phật Gautama thì có 2 vị, hai vị gì ta, hai vị trí thượng tả hữu á, rồi ai nữa, rồi ngài Pakula và ai ta, và bà Gia Du, nhớ nha, bà Gia Du. Tức là mỗi vị Phật chỉ có 4 mà đại đệ tử mà nhớ hơn một A tăng kỳ, thì trong đó mình thấy Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài có cũng có 4, có nghĩa là có 2 vị trí thượng tả hữu, rồi ngài Pakula và ngài và bà Gia Du. Các vị làm ơn nhớ dùm cái này, một đại kiếp nó lâu lắm quý vị à, tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, một đại kiếp có nghĩa là một kiếp sống của trời, một kiếp, một cái tuổi thọ của một trái đất, thì nó gồm có 4 cái giai đoạn là thành, trụ, hoại, không. Thì mỗi giai đoạn thì nó lâu bằng nhau, thí dụ như thành nó là 1 tiếng đồng hồ, thì trụ của 1 tiếng, hoại 1 tiếng, và không cũng là 1 tiếng, tổng cộng là 4 tiếng đồng hồ nó cộng lại. Thì ở đây cũng vậy, cái giai đoạn mà trụ có nghĩa là giai đoạn mà cái tam thiên đại thiên thế giới mà nó hình thành đó, tự nó hình thành chứ không có do Chúa Trời, Chúa Cha vậy ta nha, thì do duyên nghiệp chúng sanh mà nó hình thành đó, thì từ cái giai đoạn mà thành nó trụ hoại không đó, thì mỗi giai đoạn nó lâu bằng nhau. Bây giờ tôi mới bắt đầu bằng cái nào trước, thì bây giờ tôi nói trái đất mình trước cho nó dễ nha. Có nghĩa là từ khi mà có cái mấy cái con vi khuẩn đầu tiên mình có mặt, mà cho tới khi có các loài động vật cao cấp, từ từ tới có con người, rồi từ từ như là chúng ta thấy hôm nay, rồi cho đến một ngày mà cái điều kiện sinh học trên trái đất này nó không cho phép động vật là sinh tồn nữa. Lúc có con vi khuẩn đầu tiên đến lúc không còn một loài sinh vật lớn bé nào hết, thì giai đoạn nó được gọi là giai đoạn trụ của đại kiếp. Rồi từ cái lúc không có cái loài nào sống được đến cho lúc mà cái nguyên một cái dải ngân hà bị thiêu hủy 100%,
triệt để hoàn toàn, gọi là giai đoạn hoại. Để sau khi mà nó bị mọi thứ không còn nữa thì cái khoảng không đó nó kéo dài một thời gian cũng lâu bằng cái thời gian trụ, thì giai đoạn nó gọi là không. Thì sau cái giai đoạn không đó, giai đoạn mà em thì trống rỗng không có gì đó, giai đoạn nó kéo dài một thời gian thì cũng do duyên nghiệp chúng sanh mà nó là tái hiện, nó hình thành một cái hệ, một cái hệ mặt trời mới. Thì theo trong kinh đó là cái hệ mặt trời đó nó hình thành bằng cách là tự nhiên mây ấy, có một cái đám mây tự nhiên nó hình thành từ một cái đốm nước, từ từ nó hình thành đám nước, nước lớn cũng nó hình thành đám mây lớn, và đám mây đó nó mưa một trận kinh khủng kéo dài suốt nhiều ngàn năm như vậy, và cuối cùng cái số nước đó nó rớt, nó tụ lại. Tức là chúng ta hình dung có một đám mây rồi tự động nó rớt xuống, mà thay vì nó rớt thẳng đằng này nó rớt, nó tụ lại từ từ nó hình thành ra cái tam thiên đại thiên thế giới. Đó là vũ trụ quan, cái cosmology của Phật giáo mà được kể theo đời sau nha. Chứ trong kinh tạng này không có mô tả như vậy nha. Trong kinh tạng Đức Phật không có nói, nhưng phải là không mô tả mà không có nói như vậy. Thì là nó hình thành rồi cái giai đoạn mà cái đám mây đó nó hình thành. Rồi đến lúc mà có mặt trăng mặt trời đó thì giai đoạn nó gọi là giai đoạn thành. Rồi thành xong mới có mấy cái đợt vi khuẩn đầu tiên đó, bắt đầu nó lên tới trụ, rồi nó kéo dài lúc không còn sinh vật động vật, nó gọi là hoại. Các vị nghe kịp chưa? Trong đó mới nghe kịp không ta? Tôi hình như tôi chưa thấy ai mà giảng kỹ như vậy hết nha. Thì như vậy thì bốn cái cộng lại được gọi là một đại kiếp. Các vị thấy kinh dị chưa? Mà muốn trở thành một vị đại tinh văn mà như ngày A Nan, ngày Ca Diếp đó, là mình phải trải qua một cái thời gian là 100.000 cái đại kiếp mà thành trụ quậy không, tôi vừa nói 100.000 như vậy nó mới thành ngày A Nan, ngày Ca Diếp. Còn muốn trở thành ra một cái vị mà chí thượng tinh văn như ngày Xá Lợi Phất Bồ Quyền Liên đó, thì 100.000 đó chỉ là con số lẻ thôi, còn con số chẳng là một A Tăng Kỳ đại kiếp. A Tăng Kỳ có nghĩa là 10 này, đánh máy mà được 10 lũy thừa 140, có nghĩa là không biết bao nhiêu tỷ đại kiếp mà nói nha, không biết bao nhiêu tỷ tỷ đại kiếp mà nói. Thì mình có tính là 10 lũy thừa 140 đó, tức là một số 1 140 cộng số 0 đại kiếp, rồi cộng thêm 100.000 lẻ nữa. Và điều đặc biệt là mình hành ba la mật bao lâu, nhớ nha, tu ba la mật bao lâu thì khi chứng đạo cũng sẽ nhớ được bấy lâu trong quá khứ và đoán được bấy lâu trong vị lai. Có hiểu không ta? Ví dụ như là như ngày A Nan đó, như ngày Ca Diếp, rồi A Nan, thì chỉ có 100.000 quá khứ và 100.000 vị lai thôi. Biết hiểu không ta? Hiểu không ta? Khổ gì nói mà biết hiểu không, biết ghê chứ. Vì khi mình nói trước một đám đông á, mình nhìn cái mặt người ta mình biết người ta hiểu, còn này mình nói giống như nói mà nghĩa trang rầu quá đi. Mà không lẽ mình bỏ lớp thì chuyện kia tôi nghĩ tôi cũng nản quá rồi. Ok. Dạ rồi, rồi. Cảm ơn. Đó, thì mỗi một vị Phật chỉ có 4 vị đại đệ tử mà có sức nhớ hơn A Tăng Kỳ. Thứ nhất là mình thấy bà Gia Du cái đã. Bà Gia Du là bà đã đi theo Bồ Tát Tất Đạt từ 4 A Tăng Kỳ trở về trước nha. 4 A Tăng Kỳ tức là lúc dưới chân Đức Phật Dipankara Phật Nhiên Đăng đó là Bồ Tát Ca Mâu Ni, lúc đó là đã nguyện thành, thì bà quỳ kế bên. Đấy, bà quỳ kế bên. Gia tài của bà có 8 cái bông sen mà tính thì cũng Phật, nhưng mà bà lấy ra 5 cái mà cô bà đưa cho Bồ Tát. Bà nói lấy cái này cúng cho Phật đi, với ông gặp ông tay chân trụ lũi rồi nó thừa thả không có gì hết hay sao. Vì lúc đó ngày nằm đất cho Đức Phật và Chư Tăng dẫm lên mà, tại cái đoạn đường nó sình không à,
Thì lúc đó khi mà Đức Phật ngài thọ ký đó, ngài thọ ký, ngài nói là ngươi sẽ thành vị Phật giống như ta vậy đó, thì coi như là chư thiên coi như là mừng hoan nghỉ lắm. Mình ta xa thú, mình ta xa thú ở trời đó, mà trong kinh nói người ta xa thú có lý do, hoan nghỉ nó mới xa thú. Còn cái dân mà Facebook của mình đó, là coi như cái giống giả thì cũng xa thú. À, thông báo là sẽ trở lại lớp học cũng xa thú, mà thông báo tuần sau là nghỉ học cũng xa thú luôn. À, nó khổ vậy đó. Mình không biết được đâu, mình rời cái xa thú của mình. Còn anh trong kinh nói người ta chỉ xa thú là khi nào cái chuyện đó là đại sự nhân viên người ta quan hỷ nó mới xa thú, còn mình xa thú nó giống như alo vậy đó. mừng quá là mình xa thú. Nghe thông báo là ngày mai nghỉ học cũng cái room này, mình không biết được đâu, mình rời. Ok, lúc đó là khi mà được thọ ký như vậy thì bà Gia Du bà đang cầm trong tay là 8 cái hoa sen, thì bà mới, nếu mà chia đôi đó thì có nghĩa là bà coi Bồ Tát ngang với bà hay sao đó. Cái vấn đề nó hay, cái tinh ý sắc sảo, tinh ý tế lắm. Nếu mà chia đôi mỗi người mà một nửa thì đâu có ghê, nhưng mà ngài bà cho ngài thấy là trong lòng bà nó ngài quan trọng hơn, cho nên bà mới xé ra 3 năm chứ không phải là 44. Hay lắm, người ta vậy đó, đó mới là hồng nhan tri kỷ chứ. Chỉ có thứ như mình bây giờ là nó tào lao nha. Thì người ta mới ngắt ra cho ngày mà 5 cái nó cúng Phật đi, còn phần tôi 3 cái thôi, ông đi đâu theo đó. Thì lúc Đức Phật xác nhận rằng cái người nữ này sẽ đi theo ngươi cùng trời cứu đất, hỗ trợ cái ba la mật cho ngươi. Khiếp như vậy, phải kể từ giàu ấy suốt 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, chỉ trừ ra những khi mà chướng duyên nghịch cảnh mà hai người lìa nhau mà thôi, chứ còn hễ có duyên có phước mà gặp nhau trên trời dưới đất, trong rừng dưới biển, chàng đâu thiếp đó. Đến lúc mà đại công cáo thành mà bà kiếp chót mà thành Gia Du rồi, bà đi xuất gia, bà đắc la hét, bà sống được 78 tuổi, lúc Thế Tôn cũng 78 tuổi. Bà xét thấy chư Phật quá khứ lúc nào những vị đại thinh văn hàng đầu cũng phải tịch trước, và thấy bà cũng phải đi trước, và rằng hai vị tại hữu phải đi trước, rồi bà cũng nằm ở trong số phải đi trước, như bà Gautami cũng đi trước. Thì bà Phật bà xin được ra đi viên tịch. Thì trong cái dịp đó bà mới kể lại một lần cuối cùng, ngày kể cùng, con đã theo Thế Tôn trong chừng đó năm, nếu có lầm lỗi gì về thân về khẩu về ý, xin Thế Tôn bỏ qua cho con. Con vui là con đã giúp cho ngài hoàn thành đạo nghiệp, con vui là vì con đã là một người bạn đường xuất sắc cho ngài. Con nhớ ngày xưa nhiều và nhiều kiếp, con đã đi theo ngài mà ngài cho nhà, cho cửa, cho hết tài sản rồi, mình là phải dắt díu nhau lên rừng, biển mà sống đói lạnh vui. Con nhớ bao nhiêu kiếp mà ngài cho đến mức không còn gì để cho, ngài đem con, ngài cho con cũng đứng con cười, cười trong nước mắt, vừa lao lệ mà tiễn con đi. Rồi có lúc ngài hết người cho, ngài sách ngài cho, mà con cũng vừa cười vừa đi, mà cười trong nước mắt. Đã cảm động lắm quý vị. Các vị đừng có tưởng tôi vẽ thêm, không có đâu, nó thiệt như vậy đó. Đọc cái đoạn nó buồn lắm, buồn lắm. Bà kể xảy Đức Phật, và Đức Phật ngài nói là thuyết pháp đi, dùng thần thông quá hiện cho người ta nhìn thấy người đã tu hành như thế nào, thuyết pháp cho người ta nghe, độ được được bao nhiêu hay bao nhiêu cho người ta nhờ. Xong rồi sự rong rồi là bà mới lùi ra từ từ, bà biến mất, đi mất. Bà mới đi về bà tịch diệt luôn một cái bậc gọi là đại anh thư, đại nữ kiệt, là phải nói như vậy. Thì phải nói là không có bà thì không có mình bây giờ. Chư Phật thì trăm ngàn triệu ức tỷ mới có một vị ra đời, và trong trăm ngàn triệu ức tỷ ấy thì chỉ có một người đàn bà như bà Gia Du mà thôi nha. Thì bà do bà tu quá lâu cho nên khi mà đắc thánh rồi, bà bèn nhớ lại suốt cái thời gian ngày bà đã tu ba la mật, thì trả ra bà nhớ được 4 A Tăng Kỳ nha. Còn hai vị đại thinh văn thì người ta đã tu hơn 1 A Tăng Kỳ, cho nên chuyện mà người ta nhớ 2 A Tăng Kỳ là chuyện bình thường. Còn cái người thứ tư đó là ngài Bát Cú La. Ngài Bát Cú La sau này chúng ta sẽ học về ngài, ngài là đệ nhất vô bệnh, có nghĩa là cách đây 1 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, có nghĩa là cùng cái vị, cùng thời với cái vị Phật mà đã thọ ký cho ngài sẽ là Phật Một Quyền Liên đó, thì cũng cùng vào cái vị thời Phật đó đó. Vị này là một đạo sĩ sống trong núi, thì một ngày kia thấy Đức Phật và Chư Tăng vào trong núi để mà nhập định đó, thì ngài cứ thương quá, thấy Phật Chư Tăng ngài thương quá đi, ngài cứ đi lại gần, ngài coi có cần gì ngài lo, ngài hộ trì giúp đỡ. Mà có một điều là sau mấy ngày nhập thì nhập định ở trong đó, đó thì trừ ra Thế Tôn
Anomadasi và hai vị đại đệ tử tiêu tăng vị nào cũng bị cảm mạo thời khí, ho hen, nhức đầu, sốt chóng mặt, tiêu chảy tùm lum hết. Thì ông đạo sĩ lúc đó ông thuốc núi lắm nha, ông dỗ thuốc núi lắm, cho nên mới bèn gọi là ra tay, gọi như là tại chế thuốc. Ông phải cúng dường cho chư tăng, và chư tăng sau khi mà uống xong cái thuốc của ông thì coi như là bệnh tiêu trừ, khỏe mạnh như cũ, phục hồi khang kiện. Thì lúc đó Đức Phật Anumadasi nhìn cái ông đạo sĩ này, ngài biết rõ mọi sự về ông, cho nên ngài mới liếc nhìn qua một ngày, ngài nhìn đưa mắt ngài nhìn sang một vị tỳ kheo ra đây ngồi xéo xéo. Ngài nói: thuyết pháp đi. Vị đó là vị a la hán lục thông tam minh tứ tuệ phân tích, vị đó bèn thuyết pháp, thuyết rào như là gió thổi mây bay, coi như là xong cái thời pháp đó. Thì được phải cái ông đạo sĩ không hỏi riêng cái vị tỳ kheo hỏi gì chứ, cái vị đó là ai mà ghê quá vậy? Thì mấy vị đó nói: cái vị đó tỳ kheo là đệ nhất vô bệnh, đệ nhất về vô bệnh. Cái là ai bệnh bệnh cho vị này, cái bệnh trong cái số mà uống thuốc của ông mà không có cái vị này nha. Có nghĩa là trong cái số này là chỉ có là 4 người không uống thuốc ông thôi, mấy ngàn người mà ở trong rừng này nè, chỉ có 4 người không uống thuốc ông: một là Thế Tôn, hai là hai vị đại đệ tử, và ba là cái vị đó đó, cái vị mới thuyết pháp xong đó là không uống thuốc. Và vị này là cả đời không có biết một giây nào gọi là cảm mạo thứ ngàn, đừng có nói là đau bao tử, đau tim, cao máu, dư mỡ, hay là cholesterol, tiểu đường gì không có nha, một giây bệnh cũng không có. Thì ông nghe thì ông thích, lạ lắm, cái duyên nó lạ lắm. Ông nguyện, ông nguyện do cái phước mà con đã chế thuốc hầu Phật cúng tăng mấy ngày nay ấy, xin cho con đời đời sinh ra không biết bệnh là gì nha, và cuối cùng con cũng sẽ trở thành một vị tỳ kheo gọi là đệ nhất vô bệnh như vậy nha. Ở đây chúng tôi phải nhìn lại một chút, mở ngoặc nói bà con chuyện này, không có nói rõ chuyện này mà con mới lấy làm lạ. Nó ủa tu nghĩa là mình phải chấp nhận sự thật là sanh lão bệnh tử, có đâu mà lại có người nguyện gì kỳ vậy. Thì xin thưa, tất cả của các vị đại đệ tử Đức Phật đều có ý nghĩa sâu sắc và bất khả tư nghị hết. Vì sao? Là vì tại sao người ta vô bệnh đó, tại sao người ta vô bệnh là bởi vì người ta phải sống có từ tâm, không hành hạ đầy đọa, làm ai đổ máu rơi lệ thì người ta đời sau người ta mới không có bệnh. Còn cái kiểu mà mình cứ quẩn quẩn là sát sanh, quẩn quẩn là câu cá, quẩn quẩn là săn bắn, quẩn quẩn là làm cho người này đau người kia đau. Tôi nói trong trong này các vị đừng có nói với tôi là các vị là tiểu thư, là công tử, là thiếu gia, là nhà giàu rồi các vị không có hiếu sát nha. Các vị có biết không, chỉ cần sanh ra mà trong một cái điều kiện mà coi như là nhà quê nông thôn ở cái xứ chậm tiến, thì cái chuyện mà câu cá rồi bắt rắn, bắt chuột, bắt dế, bắt trùng, cái chuyện đó là nó cực kỳ phổ biến và thường xảy ra lắm. Cái tánh háo sát, cái tánh mà thích làm khổ đọa đày chúng sanh khác, ai ai cũng có hết trơn. Cái tánh mà thích đánh chó chửi mèo đó, cái tánh đó đó, cái đó đó, thích chơi nghịch ngợm rồi đó, làm cho người ta đau, làm cho người ta nhột đó, mấy cái đó là bệnh hoạn trùng trùng nha. Ngay cả cái tật mà thích, cái tật mà xả rác rồi ẩu á, ẩu á, rồi biết không, như trong kinh đó, tại Phật Ca Diếp có một cái vị tỳ kheo nhất trưa nắng chang chang, mình mẩy mồ hôi nhễ nhại vậy đó, rồi đi vô ở trong tăng xá đó, cái chỗ mà chư tăng nghỉ ngơi đó, vị này mà vừa mệt mà vừa nực mà vừa làm biếng, thấy có cái chỗ đó sạch đẹp quá, mà cái chỗ đó đúng ra là cái chỗ của mấy vị tôn túc. Mà nếu mà mình mà biết chút thì mình mẩy mình dơ hầy, mình kiếm chỗ nào đó mình nhìn ngồi dựa chút đỉnh, không làm đi tắm. Đằng này vì nó mình mấy hôi đình mồ hôi mồ kê vậy đó, mình cũng thấy kệ nó, mệt lẽ lên nằm. Cái này nó cúng chung với mấy ông sư chứ phải cúng riêng cho ai, mệt quá nằm xíu làm gì không được. Mà lúc đó mình mấy dơ hề về mà có cái suy nghĩ nó hơi bất kính như vậy đó, có chút xíu xìu xiu đó thôi, nghĩ kệ kệ nó, cái chữ kệ này nha, kệ nó. Thì vì cái nghiệp xấu của cái chữ kệ đó đó, nghĩa là dơ mà kệ nằm đại đó, mà nà lát sao mình đi rồi ai dơ tiếp chịu nha. Chỉ có cẩn biến lười đó thôi, mà kiếp sau sinh ra làm một cái con giả xoa, mà mình mẩy của nó toàn là không, mà lá của nó mỗi một cọng lông là một sợi kim
một cái cây kim nha, mỗi sợi lông một cái cây kim. Thì các vị tưởng tượng kim mà châm đầy người như vậy thì các vị sinh hoạt nó khó khăn lắm, bởi vì đụng đâu cũng kim hết trơn á nha. Thì có một lần đó, Đức Thế Tôn đi bát, ngài đi ngang một cái quãng đường vắng ở Savatthi đó, thì ngài thấy con dạ so này nó đứng cản đường ngài, nó cái ngài tránh qua một bên. Thì dạ so này nó hỏi Sa môn sợ ta à? Thì ngài nói không, Như Lai không có sợ ai hết, nhưng mà va chạm với cái hình hài đó thì không anh nên. Tiếng Bali gọi là đất phát sát, ngài Minh Châu gọi là ác xúc. Ác xúc không nên vậy thôi. Thì khi ngài về ngài kể chuyện đó cho Chư Tăng nghe, thì Chư Tăng mới hỏi Thế Tôn, chứ vì đâu mà có chúng sanh mà vừa dị dạng mà vừa chịu khổ hình ghê gớm như vậy? Thì Phật dạy lại cho biết cái đó là ngài kể cái chuyện xưa đó. Cho nên hôm nay mà mình ở dơ, mình biết lười, nó cũng là một cách gieo cái mầm bệnh, gieo cái mầm khổ thân sau này mà mình không biết. Có nhiều người ngộ lắm, tự nhiên đẻ ra có 18, 20 có nó đau lưng. Nhiều người nói là tại vì do chắc là do sinh hoạt không hợp lý, tư thế không thích hợp, nhưng mà không, những người hỏi bình thường nó bẩm sinh đẻ ra là nó bị đau lưng từ nhỏ, nó lạ rồi. Có nhiều đứa bé nhỏ xíu xíu đã bị tiểu đường rồi, biết trong rung có biết gì đó không, nó lạ lắm. Có nhiều đứa nhỏ xíu nó bị tiểu đường, nhỏ xíu là bị đau gan, có nhiều đứa bị tim bẩm sinh, có nhiều đứa tim nó bên ngoài, có đứa tim nó nằm bên bên phải nó nằm, ví dụ như vậy. Thì do thời xưa đó là mình cũng nghịch ngâm, mình có một cái sơ ý bất cẩn nhẹ nào đó mà mình gieo một cái mầm bệnh mình không biết. Giờ tôi ví dụ thôi nha, tôi ví dụ như mình đi đến một cái, nhất là chỗ tập thể bên Mỹ hay có mấy cái chùa gì Mỹ hay có nước chai đó. Thì mình thấy cái sức mình uống nó nhiều thì mình lấy chai lớn, còn không mình lấy chai nhỏ mà uống cho hết, còn không nó khi mình uống vậy đó, uống không hết thì mình kín đáo, mình kiếm cái chỗ mấy cái chậu bông gì đó mình tưới nó đặng mình luyện cay không. Còn đằng này mình lại chùa lại miễu mà mình cứ thấy làm thích mình cứ lấy chai cho to đùng uống không hết cũng lấy xong rồi hớp hai hớp đi bỏ ngang nó đằng chi. Để khi mình đi rồi cái người ta ở chùa nó ra nó dọn, là thấy mấy cái chai mà nước còn cái một là người ta tiếc, hai nữa người ta cũng hơi gớm gớm, người ta thấy biết là ai uống mà sao mà là cái mấy ngụm rồi cái bỏ rồi. Thì mình để cho người ta cái cảm giác gớm đó đó, cũng là một cách gieo nghiệp. Đời sau sanh ra mình sẽ phải có một cái hình hài mà ai nhìn cũng gớm. Tin tôi đi, cái đó kinh nói đó, tức là mình làm cho người ta có cái cảm giác khó chịu, nhột nhột nhột, gớm gớm, hơi rùng mình. Thì đời sau sanh ra mình cũng sẽ thường xuyên bị một cái gì đó để mà mình sống trong cái cảm giác mà mình đã cố ý hay là vô tình gây tạo cho người khác nha. Nhớ như chỗ đó. Thì mỗi một cái hạnh thì nó hạnh vô bệnh đi, là có nghĩa là mình phải hiểu ngầm là cái người này phải có một cái tâm hồn như thế đó mới đời đời sinh ra được vô bệnh. Cái việc đó đệ nhất về sao đó, đời đời sinh ra mới được trí tuệ, đời đời sinh ra có thiền định, đời đời sinh ra có hạnh ly dục, đời đời sinh ra có cái phước tài lộc, đời đời sinh ra đó là trí nhớ tốt. Ví dụ như vậy, đời đời sinh ra là thường xuyên tinh tấn. Thì chính vì vậy cái cuối thành Phật người ta mới đệ nhất cái này, đệ nhất cái kia chứ. Có nghĩa là mỗi cái việc hạnh là một khía cạnh của thiện pháp mà mình đã quân tu tích lũy nhiều đời nha. Tất cả đệ tử có hạnh gì không biết, số 1, số 2 với ai, nhưng mà so với ngài phải là đứng sau nha. Cho anh Trung Kinh nói ngày xưa ngày một kiền liên, ngày xa lại phất thì khỏi nói, là như ngày ca nhiếp, ngày sống trong núi trong rừng vậy đó. Mà lâu lâu ngày về gặp Phật ngày cũng quỳ, ngày quỳ lạy sát cái đất vậy đó. Vì sao? Vì ngài biết tuy ngài là 13 hạnh đầu đà, đúng, ngài đó là cả đời là chỉ ăn trong bình bát, cả đời chỉ mặc y mà lụm ngoài đống rác ngoài tha ma, đúng, cả đời không sống trong mái che, đúng. Nhưng còn Thế Tôn là ngược lại, hết cái gì cũng hơn ngài hết, nó sống sướng trong mái che hương thất thơm phức, rồi ăn uống cũng được người ta cúng dường ở trong hoàng cung, ở trong dinh thự nguy nga. Nhưng mà ngài biết rằng cái con người đó, đó là chỉ là giọt nước trên lá sen, không có, đúng là cư trần bất nhiễm. Ngài biết là tuy Thế Tôn thấy gọn gàng sạch đẹp ở trong cái chỗ chiếu cao vừa rộng như vậy, nhưng mà cái lòng của vị này nè hoàn toàn là như là pha lê, như là kim cương vậy đó. Nhớ nha, đó là đệ nhất đầu đà đó, mà hiển một lòng kính tinh đầu sư của mình nha. Thì ngài Xá Lợi Phất từ khi mà nguyện tới thành đệ nhất trí tuệ thì sao, đời đời sinh ra có một thói quen đặc biệt, gặp ai thì cũng có chuyện hay ho để hỏi, hỏi để học,
khỏi để trao đổi nha, nhớ cho đó. Đấy, giống như ít bữa mình sẽ học về đệ nhất thiên nhãn là sao, có nghĩa là sau khi nguyện thành thiên nhãn, đệ nhất thiên nhãn đời sau đó, thì cứ đời đời sinh ra đó là có thói quen là thích làm phước cái gì mà liên hệ tới mắt, tới ánh sáng, thích cúng dường đèn đốm, thích giúp người ta chữa bệnh mắt, lạ vậy đó. Tức là nguyện rồi thì đời đời sinh ra thích như vậy. Chẳng hạn như mình thấy trong cái đám người mà làm từ thiện, mỗi người có kiểu quan tâm, có người thì thiếu gì chỗ quan tâm nhưng không, cứ ăn là cứ đi gom tiền nó đi mổ mắt là lăn luôn, có người thì cứ sàn qua lắc lại cuối cùng kiếm mấy người cùi làm phước, có người thì sàn qua lắc lại kiếm mấy người già neo đơn giúp, có người thì đặc biệt mê trẻ mồ côi lạ như vậy đó, có người mê trẻ mồ côi, có người thì mê phong cùi ho lao, có người mê mổ mắt, có người khoái mổ tim, rồi sau này nó có nhóm từ thiện ăn là cứ mồi, có cái quỷ mà ta đẹp lắm, cái gì nụ cười đẹp là cái gì đó, mà tức là cũng làm từ thiện mà không biết tại sao mà sàn qua lắc lại cuối cùng cứ đè mấy thằng sắc môi cho tiền à, rồi có người thì sàn qua lắc lại cứ là đi đè ra mấy thằng đuôi cho tiền để nó mổ mắt, rồi có người thì đi kiếm mấy người bị tim, có người đi kiếm mấy người bị cùi hủi ho lao, rồi có người có tiền khoái để làm cầu, lạ luôn như vậy, khoái làm cầu thôi, làm cầu làm đường rồi đào giếng, rồi có người thì thích cho nhà tình thương, thấy ai nhà cấp 3, cấp 5 vậy đó, rồi nhà dột cột siêu thích quyên tiền về cho người cái nhà vậy đó ở, mà tại sao không đi cho người mổ mắt, không khoái cho nhà thôi, có người khoái cho cầu thôi, làm cái cầu đúc vậy đó. Thì mình phải nhìn nhận cho nó có quý vị à, có tâm lành trong thiện ấy, mà biết làm sao rồi mỗi người thích kiểu này, chính vì thiện có nhiều kiểu cho nên quả lành nó cũng có nhiều kiểu, rồi ác nó cũng có nhiều kiểu cho nên cái quả khổ cũng có nhiều kiểu, nhớ nha, đọc học đời các vị thánh á là mình phải học như vậy đó. À thì ra đều là thiện nghiệp, đều là túc duyên nha, thiện pháp hết, nhưng mỗi vị lại có những cái chú ý rất là riêng tư nha, chú ý rất là riêng tư. Chính từ cái chỗ này nè, trên cái đường luân hồi vạn lý, mỗi người có cái kiểu sướng khổ khác nhau, mà tới khi thành đạo chứng thánh rồi thì mỗi vị cũng có những cái sở đắc sở chứng không có giống nhau, nhớ nha. Đấy, cho nên Ngài Xá Lợi Phất trong kinh nói là ngoại trừ ra Thế Tôn thì trong tam thiên đại thiên thế giới không có ai bì được Ngài về trí tuệ, cũng như Ngài một trong kinh nói trong tam thiên đại thiên thế giới ngoại trừ Thế Tôn thì gọi là sắp thăng thắp bê toa, trừ Thế Tôn, trừ bậc đạo sư ra thì không ai, không ai mà coi như có thể bì được cái ngày một tiền liên về cái vấn đề thần thông nha. Thì trong đây trong kinh mới kể là Ngài Lai Phất cũng nhiều đời, trong đây cho chuyện dài quá tôi chỉ kể lại đây mấy chuyện cho vui thôi, thí dụ như là cái diện tích thì một ngày sau lại phát được nha. Đó, trong kinh kể đó là có một lần đó chư tăng hội hợp với nhau đông lắm, rồi mới nhắc là về ngài sẽ là phát, chư tăng mới nói thiệt chúng ta có một vị là trưởng tràng cực kỳ thông tuệ, thì ngài sẽ Đức Phật ngài nghe được ngài mới hỏi một các vị còn nghe không? Sao kỳ ta, tại sao có người thì không nghe lạ được chứ. Rồi thì có cái kiếp đó thì Bồ Tát là một đạo sĩ có mấy trăm đệ tử nha, thì trong đám đó thì ngài Xá Lợi Phất là một đệ tử lớn, đệ tử trưởng tràng, trưởng là trưởng lớp đó, trong lớp học ngoài đời là trưởng lớp đó, thì ở đây trong đạo là trưởng tràng đó. Thì ngày bữa đó ngài có việc, ngài phải đi xuống, ngài phải rời núi trong 3 tháng mùa mưa, với cái trách nhiệm là đem xuống dưới đó xin một ít giấm và muối về cho anh em trên núi ăn, vì lâu quá trên núi giống như tù vậy đó, lâu quá rồi không có đường, không có muối, không có giấm, mà anh em nhiều khi cũng
sức khỏe có vấn đề là nhiều khi ăn uống cũng cần có một chút vậy đó. Cái ngày là anh trách nhiệm, ngày xuống dưới ngày nhà sẵn ngày cụ bị ngày tha lên cho anh em dùng. Mà ai ngờ ngày đi được có 3 tháng trên đây Bồ Tát tự trạch, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni lúc đó là sư phụ của tự trạch. Mà trước khi ngày mất thì đệ tử có hỏi thế này: sư tu hành sư phụ có đắc chứng gì không? Thì Bồ Tát trả lời là không có gì. Rồi ngài dứt hơi xuôi tay. Tôi nhắc lại, các đệ tử hỏi cả đời tu hành sư phụ, sư phụ có đắc chứng gì không? Thì Bồ Tát trả lời là không có gì. Rồi ngài xuôi tay ra đi, hát hơi cái đi luôn. Thì ít hôm sau, ngài cái vị đệ tử huynh trưởng từ dưới núi trở về đó, thì hỏi sư phụ đâu. Sư phụ mất rồi, thấy cái xác còn hoàng ở ngoài cái chòi lá mà nằm sụp sệ, không có hoa, không có đèn gì hết. Thì ngài hỏi: trời đất ơi, sư phụ là sư phụ của mình tịch rồi mà mấy em nghĩ làm sao, mấy sư đệ nghĩ sao mà để sư phụ như vậy, không có lo cái... Họ nói: trời đất ơi, tu hành gì đâu mà không có cái gì hết trơn. Ở đây tôi kể chắc có vị nghe lạ, là người Việt Nam mình dù sư phụ mình không có ra gì thì cũng làm đám ầm ĩ. Còn riêng cái chuyện xưa cái thời đó như vậy đó, người đó họ hồn nhiên chất phát vậy đó. Nghe nói tu không đắc gì hết thì thôi, cũng là cái người bình thường có gì đâu. Thì Bồ Tát em hỏi: làm sao mấy em biết, làm sao mấy sư đệ biết là thầy không có cái gì thế? Thì đó, trước khi thầy tịch đó, thì hỏi thầy thế thầy có đắc chứng gì không, thầy nó không có gì. Thì Bồ Tát ngài nói, ngài sắc là Phật nói: rồi hiểu lầm rồi, sư phụ không có phải tầm thường đâu, sư phụ không có phải là không đắc gì, mà sư phụ nói không có gì có nghĩa là sư phụ đã đắc tới vô sở hữu xứ, tức là cái tầng mà cao sắc, cái tầng vô sắc mà nó gần lên tới phi tưởng hay phi tưởng đó. Thì mấy người đệ tử không có tin. Thì các vị nhớ nha, vô sở hữu xứ là cõi vô sắc, người đã sanh về đó rồi thì không thể nào quay trở lại. Nhưng cái chữ nhân này là nó nặng tới một tấn lận. Trong kinh nói Bồ Tát đã được thọ ký, tức là đã được đức hứa xác nhận là sẽ thành Phật, thì các ngài sẽ không có sanh vào, không có sanh vào những cái tình huống sau đây. Tiếng Pali kêu là Appapatthana, có nghĩa là những cái hoàn cảnh bất lợi cho ba la mật, gọi là Appapatthana, tức là bất lợi đó, là không làm ăn được gì, vô dụng. Appapatthana là vô dụng, là bất lợi đó. Mà tha ná là nơi trốn, Appapatthana cái là những hoàn cảnh bất lợi cho ba la mật. Thí dụ như Bồ Tát đã được thọ ký thì không có sanh vào cõi vô sắc, lên đến đó quá lâu mà không có làm ba la hành ba la mật được, có sanh vào cõi vô tưởng. Rồi cái gì nữa, do cái thiện căn nhiều đời cho nên dầu Bồ Tát có trật búa ba gai cỡ nào đi nữa cũng không có tạo cái nghiệp lớn đủ để sanh vào A Tỳ nha. Như vậy thì không sanh vào vô sắc, rồi vô tưởng, viết tắt chứ không phải là Vũng Tàu nha, vô sắc, vô tưởng, rồi A Tỳ, rồi cái gì nữa, không sanh vào chỗ mọi rợ. Biết trong hiểu mà mọi rợ không ta? Mọi rợ là cái chỗ mà coi như nó hoàn toàn nó cắt đứt cái liên lạc với thế giới văn minh như hôm nay, cái tuổi mà Amazon á, trong rừng Amazon đó, nó là đá mọi rợ đó nha. Chứ còn cái tuổi ED, Hâm Mông, Gia Rai, Tài, Nồng Thượng thì cũng chưa ghê lắm, chưa ghê lắm. Bây giờ họ còn chạy Honda được, còn có tivi thì nó biết xài điện rồi, còn cái thứ mà mọi rợ là cái thứ mà đông thâm thẩm chiều trôi đó là thua nha. Rồi, không sanh cỡ vô sắc vô tưởng thì không sanh vào chỗ mọi rợ, không bị tâm thần thì không á, rồi dị tật tinh rồi cái gì nữa, chữ sinh mà viết không xong nữa nè,
bẩm sinh, rồi thiểu năng. Thiểu năng này mấy cái người mà chắc trung 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 mình biết ta, trăm người một mặt mà mắt một mí, mà mắt thẫn thờ vô hồn, mà nước miếng chảy ròng ròng, mới biết lỗi đâu. Mỹ nó bên đây nó kêu Google hoặc là kêu Down syndrome á. Thì Bồ Tát đại thọ ký thì không có sanh vào những cái chỗ này nha. Rồi không gì nữa ta, không thể là người đoạn kiến cố định. Đoạn kiến cố định nghĩa là cái thứ mà đoạn kiến mà không có tin gì hết, cho rằng những gì mà mình không thấy được đều là không có, thì Bồ Tát không có chơi ngu như vậy nha. Có nghĩa là cái gì mình không thấy thì một là mình tìm hiểu, hai là mình để qua một bên, chứ không có đem cái đầu bư của mình ra mà mình khẳng định cái đó không có. À, mà đôi khi mình không có, tôi đã nói 1 tỷ lần, muốn tin cái gì thì cũng phải tìm cái lý do, cái cơ sở, cái minh chứng để mà tin. Mà muốn gì thì cũng phải như vậy, cũng phải có cơ sở, có lý lẽ, còn không nó thì để nó qua một bên, chứ đừng có ngồi đó mà tưởng tượng nó rồi pha ngẫu, coi chừng mắc vô đoạn kiến nó phiền lắm nha. Thì cái người mà đoạn kiến mà không sửa được đó, trong kinh gọi là đoạn kiến cố định, ý và ta mới chạy nha. Thì Bồ Tát cái kiếp này đắc nó thiền vô sắc, nhưng mà vì đã là người được thọ ký cho nên ngài đắc là đắc vô sắc, nhưng mà ngài lại sanh về cái cõi tam thiền sắc giới đó. Mà cái ông A Tư Đà đó, ông A Tư Đà là ông Asita đó, ông lại không biết cái này. Lẽ ra có thể đắc cái này mà người ta lại tác ý đến cái tầng thiền thấp để về cõi thấp. Còn đằng này ổng là ổng đắc cái nào ổng ôm cái đó, chứ lẽ ra mà ổng đi ổng theo cái cách của Bồ Tát á, mà ổng đừng có mê cái thiền vô sắc, nói gì nói ổng cũng mê, ổng không có bỏ được nha. Thì ổng quá chán năm dục đi, cho nên là ổng chết rồi ổng sanh về vô sắc, trong khi đó là chỉ có 35 năm sau là Bồ Tát thành Phật, mà ổng đâu có chờ được, ổng chỉ được sống có 7 ngày thôi. Cho nên ông A Tư Đà bối tướng coi tướng thái tử xong 7 ngày sau ông về, ông thật sanh về trên cõi vô phi tưởng, vì phi tưởng vô sắc nha. Còn Bồ Tát thì lại làm được chuyện này, có nghĩa là ngài đắc thiền vô sắc, nhưng mà ngài lại tác ý đến tầng thiền thấp hơn để đi về cõi thấp hơn, đó là cái cõi Quan Âm thiền, cõi kia cõi tam thiền cũng được, mà cõi nhị thiền cũng được. Cõi tam thiền có tặng kinh, mà cõi nhị thì ít, tam thiền của A Tư Đà đó, tức là cõi nhị nha, ông sanh về trên đó. Đó, rồi khi mà ông thấy đệ tử, mấy đứa đệ tử dưới đây mà nó không có chịu tin người huynh trưởng đó, thì ông thì ngài mới bèn hiện xuống, ngài mới nói, ngài nói các con à, sư huynh các con nói đúng rồi, cái lúc mà cận tử đó mấy đứa hỏi thầy có đắc gì không, thầy nói là không có gì, không có gì, nó không phải là nothing, mà nó là tên gọi của một cái tầng thiền vô sắc. Sư huynh của các con nói đúng rồi nha. Thì Đức Phật kể lại chuyện xưa trong chú giải nè, chị kể là chuyện xưa và ngài nói rằng không phải kiếp này mà nhiều nhiều kiếp khác lại phát luôn luôn là một bậc huynh trưởng khả kính, đặc biệt với cái trí tuệ phi thường của mình nha. Đó là xong chuyện thì ngài sẽ lại phát quên nó sẵn, chúng tôi nói luôn cái chuyện này mà bỏ qua uổng. Ngài không phải là đệ nhất trí tuệ, có nghĩa là trí nhanh biết nhiều đâu nha, mà ngài có cái khả năng phải nói là đặc biệt. Ở chỗ này Đức Thế Tôn ấy, ngài dạy rằng Xá Lợi Phất là người duy nhất mà có thể chỉ nghe một gợi ý nhỏ của Như Lai, có thể thay ta vận chuyển bánh xe pháp luân, có thể khởi dựng một cái hệ thống giáo lý y hệt như là một vị Phật. Nhớ cái đó nha, cái đó mới đại trí. Các vị tưởng tượng chỉ một bài kinh giải pháp luân thôi, một bài kinh giải pháp luân viết ra giấy học sinh thì khoảng chừng 5-3 trang gì đó, chỉ 5-3 trang gợi ý như vậy thôi thì ngài Xá Lợi Phất đủ để dựng ra nguyên một cái hệ thống giáo lý phải nói là hoàn chỉnh. Thì các vị nghĩ người đó đâu phải là tầm thường cái gì nha. Mà lý do thì Đức Phật ngài quá chói sáng đi, cho nên là cái hình ảnh ngài Xá Lợi Phất bị chìm nha. Các vị cứ biết rằng Thế Tôn đâu có còn mà ai luyến, đâu có còn khổ tâm nhớ thương vấn vương lưu luyến nha. Thế Tôn đâu có. Vậy mà khi mà ngài Xá Lợi Phất một kiền liên tịch rồi, có một buổi chiều ngồi trong một khu rừng cạnh bờ sông, ngài đưa mắt nhìn chư tăng, ngài nói rằng các tỳ kheo này, các tỳ kheo chiều nay một kiền liên Xá Lợi Phất không còn nữa, ta thấy hội chúng tỳ kheo là trống vắng,
khiếp chưa? Cái chuyện đó đâu phải là chuyện nhỏ. Một vị Phật không còn ái luyến vấn vương lưu luyến vẻ, vậy mà ngài phải nói ra một sự thật, không phải là ái, không phải là tiếc thương gì hết, nhưng mà ngài nhìn nói ra một sự thật, có nghĩa là trong cái tam giới này khi mà vắng mặt hai vị đó thì đó là hai cái sự vắng mặt đáng để nói tới. Nhiều lần và rất nhiều lần tôi đã nói với bà con như thế này, có những người mà cái sự có mặt của họ trong đời này đó, nó chỉ là góp mặt chứ không phải là sự đóng góp nha. Có nhiều người trên đời này sự có mặt của họ đó, nó chỉ là sự góp mặt chứ không phải là đóng góp. Và từ đó có những cái chết là sự mất mát, và có những cái chết nó chỉ là sự vắng mặt thôi nha. Biết trong rừng rừng có phân biệt được này không ta? Khi mình sống mình chỉ là góp mặt chứ không phải đóng góp, thì khi mình chết cái chết của mình nó chỉ là một sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho cuộc đời nha. Và tôi nói hoài, có nhiều người sống càng lâu nó thành ra đồ cũ, mà có nhiều người sống lâu nó thành ra đồ cổ. Đồ cũ là cái đồ vất đi, còn cái đồ cổ là cái đồ mà càng lâu càng tốt, càng đắt tiền nha. Và cái giá của một người nó tương đương với khoảng trống mà người ấy để lại, nhớ nha, tương đương với khoảng trống mà người ấy để lại, tức là không thế được nha. Có nhiều người đó, cái chết của họ nó giống như một viên sỏi mà búng xuống ao bèo vậy đó. Có nghĩa là lúc họ chết thì đúng mấy ngày đầu để làng xóm thấy đi ngang nhà nó không có còn thấy ông ngồi trước nhà nữa, rồi thì xong, một tháng hai tháng rồi thì mọi thứ nó đi vào quên lãng, bởi vì khi ông sống ông không có một cái gì cho cuộc đời này hết. Cái đám ma của ông nó cũng giống như là một cái viên sỏi búng xuống ao bèo mà bèo cá thôi nha. Nhưng mà ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày A Nan, ngày Ca Diếp và Đức Phật, sự ra đi của những nhân cách ấy để lại cho đời một khoảng trống không sao lấp đầy, và dĩ nhiên là một nỗi nhớ khôn nguôi. Bây giờ chúng ta học về ngày Mục Kiền Liên. Có nhiều vị tôi đã nói rồi, nhìn Đức Phật chói lòa làm lơ ngày Xá Lợi Phất, rồi có nhiều người mê Phật quá thì coi như coi nhẹ ngày Mục Kiền Liên. Không có phải nhẹ đâu. Nếu ngài Xá Lợi Phất là ngọn cờ tiêu biểu cho tuệ học, thì bên cạnh đó ngài Mục Kiền Liên là ngọn cờ tiêu biểu cho định học. Mặc dù định là con đường, là nền tảng để dẫn tới tuệ học, nhưng có một điều phải nói, chư Phật ba đời, các vị ít bữa mình sẽ học tới cái chỗ này, chư Phật ba đời nó nhấn mạnh giáo lý qua nhiều cách. Trong đó có một cách là này các tỳ kheo, ta nói rằng có hai pháp khi được tu tập thành mạng, trở thành căn cứ thành lũy, thì chắc chắn đem lại lợi ích cho đương sự, và cũng là cho là lợi lạc cho đông đảo chư thiên và loài người. Đó là gì? Này các tỳ kheo, đó là chỉ và quán, đó là samatha và vipassana. Quan trọng lắm quý vị nha. Cái vipassana là cái con đường tuệ quán, qua đó ta quán chiếu bản chất của thế giới nha. Biết rõ thế giới này là gì, ra sao, nó từ đâu mà đến, rồi nó sẽ kết thúc, nó sẽ đi về đâu. Đó là trí tuệ quán. Còn định học là gì? Không có định thì không có tuệ. Đó là trên con đường giải thoát. Phải ghi xuống để thấy ngày Mục Kiền Liên là cực kỳ hoành tráng. Trên đường giải thoát thì không định sẽ không tuệ nha. Trên nẻo luân hồi, bắt đầu ai có học đâu nghe thấy phê rồi đó. Trên nẻo luân hồi thì không có định thì không có định. Nếu không có định, thế giới sẽ chìm trong bóng tối. Khiếp chưa? Khiếp chưa? Đó, ngài Xá Lợi Phất là ngọn cờ, là tiêu biểu trưng, là biểu tượng cho tuệ học, là khỏi nói. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên đó, dĩ nhiên cái chỗ này tôi nói chậm nha, mà móc mà sợ bà con lập là không đúng, là chúng nó chém tôi, nó ném nguyên một núi đá luôn đó nha. Dĩ nhiên là ngài cũng hoàn tất cả định và tuệ, nhưng mà phải nói cái hạnh đó, tôi đang nói cái biệt hạnh đó, cái biệt hạnh của ngài Mục Kiền Liên này, như nghe nó cái hạnh đệ nhất thần thông là mình nghĩ đến định học chứ. Còn nghe nói ngày Xá Lợi Phất là mình phải nghĩ đến tuệ học trước. Rồi bây giờ tôi nói, mình cứ cho tuệ là quan trọng, còn định mình có nhẹ. Quý vị à, bởi vì sao? Vì trên đường giải thoát mà không có định á, là làm gì có tuệ, mà không có tuệ đó, làm gì có gọi là nhàm chán.
làm gì có tri kiến như thật, làm gì có ly tham, làm gì có giải thoát. Dĩ nhiên cái tuệ là quan trọng, nhưng mà tuy nhiên không có định thì làm ăn gì được. Còn trong cái nẻo luân hồi thì sao ta? Tôi nói cái này bà con nghe, có lẽ bà con coi như là người biết thì thôi, còn không biết là có lẽ giật mình bắn rồi buông cái máy luôn, buông ly nước đang trên tay nha. Không có định thì cái nẻo luân hồi nó nằm trong bóng đêm. Là vì sao? Là vì có vị các vị trong rung có biết chuyện chăng? Cái vị có biết cái chuyện động trời này chăng? Là toàn bộ cái nền văn minh của nhân loại là do Phạm Thiên đem xuống, cái vị có biết không? Cái vị nghe kịp không? Các vị có biết cái chuyện là toàn bộ cái nền văn minh á, sao ở đây có người đầu dốt giữ người ta, người ta nó định này nó gom chung, cái tự nhiên sẽ tách cái sắc năng định ra làm sao? Tôi đâu có chê sắc năng định đâu, dốt gì chừa tôi dốt chứ nha. Ok, bây giờ tôi nói tiếp, toàn bộ cái nền văn minh của nhân loại đó, của tam giới đó, là do Phạm Thiên đem xuống. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ba cái mà thuốc bắc thuốc nam, rồi ba cái kiến trúc hội họa, để tôi kể từ từ, khoa học nè, rồi hội họa kiến trúc, mình cứ tưởng là do mấy cái ông mà khoa học ngồi suy nghĩ đó, đúng, tôi không có bác, tôi nói chậm chậm nha, không có Galileo, không có Copernic, không có Descartes, không có Pascal, không có Archimedes, thì làm sao mà có cái nền văn minh hiện đại? Đúng, quá xá đúng, không có Marie Curie, không có Einstein thì cũng không có cái gì hết, đúng, quá đúng, rồi trúng. Nhưng mà tại sao tôi dám nói cái nền văn minh đó là do Phạm Thiên là sao? Là vì các vị có biết rằng là tại sao nó có cái ngôn ngữ? Tại sao mà người ta biết những cái bài thuốc thì do mấy ông nào, mấy cái ông đạo sĩ nhân trong các cõi nhân gian. Rồi những vị đạo sĩ họ đi các cõi, họ thấy xây cái này cắt cái kia, họ mới về họ dạy lại cho nhân loại. Dạy cho đệ tử ruột của họ chứ phải họ lập trường nha, họ không có mở trường lớp, không có. Nhưng mà họ dạy cho những người cư sĩ hộ trì họ. Chứ khi khơi mà làm sao mà người ta có thể biết được cái cây đó, cái rễ của nó chữa bệnh gì, mà cái lá của nó là chữa bệnh gì, mà cái trái của nó ăn vô nó sẽ gây cái bệnh gì. Cái đó là chịu chết. Các vị nghe kịp không? Không thể nào. Một hai thứ thì kinh nghiệm được, còn đằng này là một cái sự tích lũy lâu đời mà quý vị nha. Thì cái đó là do mấy vị có thần thông họ mới dạy cho đệ tử, rồi từ cái dạy đó người ta mới thêm cái kinh nghiệm nhân gian, người thêm cái này người ta bớt cái kia. Mà cứ lâu lâu như vậy nó lại xuất hiện những cái tai mà kỳ nhân dị sĩ một lần. Và có một giai đoạn thế giới nó có hai cái chu kỳ vật chất và cái chu kỳ tâm linh. Chu kỳ vật chất là cái thời điểm mà người ta phát triển mạnh về cái nền văn minh vật lý, nền văn minh thể lý, nền văn minh vật chất. Và vào cái thời điểm đó thì cái văn minh vật chất nó thế chỗ cho văn minh tâm linh, có nghĩa là người ta chỉ có biết làm việc tay chân, rồi cái gì mà có thể sờ đụng nhìn thấy ngửi nghe nếm đó. Còn có một giai đoạn mà văn minh nhân loại đi sang một cái chu kỳ khác, đó là chu kỳ tâm linh, chẳng hạn như thời Đức Phật, không có máy móc điện toán, không có cơ khí công nghệ ghê gớm như hôm nay, đúng. Nhưng mà thời đó chúng ta lại ở vào cái thời điểm gọi là phát triển cực kỳ, một thời điểm xương thịnh bậc nhất của văn minh tâm linh. Có nghĩa là thời đó cái chuyện mà người ta đắc đạo đắc thiền nó dễ như là trở bàn tay. Chỉ cần một gợi ý nhỏ thôi, trong kinh nó một gợi ý nhỏ thôi, thì một đứa bé 7 tuổi cũng có thể đắc chứng thần thông, vẫn có thể gọi là cởi mây đi mây về gió, hú mưa gọi gió y như là một người lớn, dễ sợ như là thời Đức Phật. Có những vị la hán chỉ có 7 tuổi thôi, có những vị sa di chỉ có 7 tuổi thôi nha, mà người ta đắc đến lục thông tam minh tứ tuệ thông tích nha. Cho nên là không có định thế giới nó sẽ mịt mù là sao? Có nghĩa là có định thì chúng sanh chỉ có biết hưởng, cái này phải ghi, không có thiền định nha thì chúng sanh phải cộng sản nha, thì chúng sanh chỉ biết hưởng dục một ít trong số đó, biết làm thiện thì sanh về dục thiên hay cõi người ít lâu. Và cái khả năng mà phục
hồi ở này đó kém hơn ở người có tu thiền là sao ta? Hai câu này đều phải có ghi chú hết. Cái khả năng phục hồi là sao ta? Trong kinh nói thế này, một người mê hưởng dục lạc mà lại biết làm phước, ví dụ như biết bố thí, trì giới, phục vụ, lập 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 la, thì chết rồi được sanh trở lại làm người hoặc sanh về các cõi dục thiên, hưởng hết phước, trở xuống như mù mịt. Trở xuống là mù mịt bởi vì họ từ trong dục họ trở về dục. Nhớ nha, cái này tôi nói chậm. Từ trong dục mà trở về dục thì dầu là dục cao cấp, trở về cái dục hạ hạ đẳng thì cũng vẫn quanh khả năng phục hồi rất kém. Trong khi đó một người đắc thiền ấy mà họ sanh về cõi phạm thiên xong mà họ trở xuống đây nè thì cái khả năng phục hồi nó cao hơn. Trong kinh nó thí dụ như ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp ấy, trước khi ngài gặp Đức Phật mình đó là ngài từ trên phạm thiên sanh xuống. Cho nên chuyện đầu tiên là sao? Ngài sanh ra là ngài nghe, là nghe cái mùi của sắc thinh khí vị xúc là ngài đã muốn mửa rồi, ngài nản lắm nha. Nó đặc biệt như vậy đó, đặc biệt cái người nó từng ly dục bằng thiền định một thời gian dài, khi họ trở về cái khả năng phục hồi họ ít ra nó cũng được vài phần trăm. Còn riêng về cái người không biết thiền định là gì đó mà chỉ biết hưởng dục thì mai này mà có tạo chút đỉnh công đức gì đó rồi đi lên rồi dục thiên các cõi trời dục rồi trở hoặc là được sanh làm người rồi hết tuổi thọ một mà rồi kia mà quay trở lại tiếp tục để mà tu hành để mà tiếp tục trở về dục thiên và nhân loại thì cái khả năng này nó thấp dữ lắm, nhớ nha. Cho nên chúng ta phải không có chư Phật ra đời thì không có Vipassana nha. Mà nếu không có Vipassana thì toàn bộ tam giới này chỉ còn trông cậy vào cái Samatha thôi. Cái người mà giữ gìn mối cho tam giới này chính là các vị phạm thiên. Chính các vị đó thỉnh thoảng xuống và còn phải thuyết pháp cho các cõi dục thiên mà. Nhớ nha, các vị phải nhớ nha. Khi mà các cõi dục thiên thắc mắc cái gì đó trong cái giải ghi rằng một một vị trời dục thiên mà thắc mắc họ có nhiều chỗ họ hỏi. Nếu có chư Phật thì hỏi chư Phật, không thì họ hỏi các vị thinh văn. Không thì họ đi hỏi những cái người được nghe pháp từ các vị thinh văn từ Đức Phật, còn không đó họ sẽ hỏi những vị thiên tử đã từng nghe pháp, và cuối cùng không có ai thì họ sẽ hỏi những vị phạm thiên mà thỉnh thoảng lui tới. Bởi vì sao? Vị phạm thiên tuổi lâu họ có khả năng gặp Phật gặp thánh nhiều hơn là dục thiên nha, và đồng thời cái huệ căn của họ cũng sâu dày hơn. Cho nên phải nói chính cái lớp người mà tu tập thiền định đó, họ là huynh trưởng của tam giới, họ là cái người giữ cái ghiền mối cho tam giới, họ là người duy trật tự cho tam. Mà đó giờ người Phật tử mình không học giáo lý, mình cứ cái tưởng cái gì cũng hồi hướng cho đế thích, cho tứ thiên vương, đúng, mấy vị đó gần mình nhất, đúng. Nhưng mà nếu mà nói cái tầm xa đó thì phải là phạm thiên, chính là vị phạm thiên. Mà trong kinh nói có nhiều kiếp trong quá khứ có những vị vua mà tà kiến trong thời mà không có giáo pháp thì cũng phải nhờ phạm thiên mới đường họ xuống họ nhắc cho. Ví dụ như có những cái vị phạm thiên mà họ sống tới mấy ngàn tuổi, mấy trăm cái đất á, thì họ đã gặp biết bao nhiêu Phật, quý vị biết bao nhiêu Phật nha. Cho nên cái giáo pháp ở dưới mình thì mờ nhạt, nhưng mà lên tới tới của phạm thiên trên đỉnh Phật pháp người ta đang thịnh cực kỳ trên đó, đó nha. Cho nên là chính là khi giáo pháp của Đức Phật mình trải qua 5.000 năm ở dưới cõi nhân loại không còn ai hết, nhưng mà ở trên cõi Đau Lợi Đấu Sức vẫn còn. Nhưng mà khi Đau Lợi Đấu Sức không còn người biết Phật pháp nữa thì lúc đó trên cõi Phạm Thiên vẫn còn, cõi Phạm Thiên thấp không còn cao vẫn còn, nhớ nha. Cái đó quan trọng lắm. Cho nên cái câu cuối cùng tôi chốt lại ở đây, khi không còn Phật pháp được biết đến ở cõi dục thì sao ta? Thì các cõi phạm thiên vẫn còn có thánh nhân. Nhớ trọng lắm nha, quan trọng lắm. Cho nên cái định này nó quan trọng lắm. Mà ngài sẽ là Phật á, là tiêu biểu cho tuệ học và ngũ kiền liên, là cái ngọn cờ biểu trưng cho định học. Mặc dù cả hai đều hoàn tất tam học
nha. Mặc dù cả hai đều hoàn tất tam học như nhau, nhưng mà bởi hồi nãy tôi nói rồi, tất cả những vị, tất cả đệ tử có biệt hạnh của Đức Phật gom lại thành ra một cái bức tranh chánh pháp. Đó, bức tranh chánh pháp hoàn hảo. Ờ, nha. Chứ không phải mình tách từng hạnh ra mình nói cái hạnh này tôi không có thích. Ví dụ như có vị là thích hạnh thiên nhãn, có mắt nhìn tùm lum đã thiệt. Có vị nó không, tôi khoái hạnh túc mạng thông, nhớ nhiều đời đã hơn. Có vị nó không, tôi khoái hạnh tài lộc mà đi đâu không sợ đói, đi đâu cũng được món ngon vật lạ hết. À, còn mấy người thiếu phước là bị vật lạ nhiều hơn món ngon. Rồi còn có vị thì thích hạnh đệ tử đông, hạnh thích chư thiên ái kính, rồi bla 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 bla. Nhưng mà riêng một người mà cẩn trọng đọc giáo lý một cách nhìn bao quát thì chúng ta sẽ thấy nha. Tất cả biệt hạnh của các vị đại đệ tử gom lại thì sẽ thành ra, sẽ thành ra là một bức tranh chung cho chánh pháp. Ngày một kiền liên nhiều đời và rất nhiều đời tu tập thiền định. Vì sao? Vì trong cái lần từ kể từ cái lần mà nguyện đã thành đệ nhất thần thông á, thì kể từ đó khiến xong tự nhiên cái duyên nó dục, nó khiến người này đời đời sanh ra đó là cứ theo đuổi cái hạnh của mình để mà trao dồi ba la mật. Nhớ nha, tôi đọc chậm lại. Sau khi mà phát thệ một cái biệt đó thì cái vị Bồ Tát Thanh Văn á, cứ miệt mài theo đuổi để trao dồi cái biệt hạnh đó cho đến khi nào mà đạo nghiệp cáo thành thì thôi. Sẵn ở đây tôi nói được một chuyện nữa, nó có một cái chuyện hết sức là đặc biệt là trong kinh Duy Ma của Bắc Tông á, thì mạt sát ngài Xá Lợi Phất, coi ngài Xá Lợi Phất là một em bé dốt nát đần độn, đi đến nhà ông Duy Ma mà hỏi mấy câu rất là ngớ ngẩn. Sắp tới giờ cơm, ông hỏi ủa trưa nay đông, nghe nói nhiều vị Bồ Tát Ma Tát tới rồi, ở đây liệu có cơm nổi hay không. Câu thứ hai, nghe nói hôm nay có nhiều vị Phật Bồ Tát Ma Tát tới hả? Rồi chỗ đâu mà ngồi. Một vị lục thông đệ nhất trí tuệ huynh trưởng của Thinh Văn mà đi hỏi những câu cực kỳ ngớ ngẩn như vậy. Đó là cái điều đặc biệt thứ nhất mà bên Bắc truyền, mà mạt sát cái người đệ nhất trí tuệ, cứ là đệ nhất trí tuệ đó thì họ đẩy xuống sình. Đó là cái lạ nhất. Cái lạ thứ hai, theo kinh điển Nam truyền ấy thì hai vị đại Thinh Văn, nếu mà nói về đại hiếu thì phải nói ngày Mục Kiền, ngày Xá Lợi Phất. Nếu mà nói theo Nam tông á thì phải là ngài Xá Lợi Phất, còn ngài Mục Kiền Liên á là một cái tấm gương về cái sự bất hiếu. Nói kiếp quá khứ nha, nhớ nha. Có nghĩa là tại sao ngày Mục Kiền Liên người viên tịch, là bởi vì ngài bị ngoại đạo thuê người ám sát. Ngài biết đó là nghiệp thì ngài không có dùng thần thông để ngài tránh. Mà tại sao mà ngài bị 500 cái thằng sát thủ mà nó bầm như tướng, là tại sao? Là bởi vì hai lần trước ngài đang ngồi thiền, ngài biết có, khi biết có người mà nhiễu hại mình ấy, ngài dùng thần thông. Một lần ngài đi trổ nóc ngài bay mất, một lần ngài xuyên qua lỗ khóa ngài đi mất. Nhưng mà đến lần thứ ba ngài biết đây là cái nghiệp ngày xưa là giết cha giết mẹ, bây giờ đã đến lúc nó trổ rồi. Thế là ngài ngồi yên, ngài chịu, ngài chú nguyện một chuyện đơn giản thôi: bầm thì cứ bầm, chặt thì cứ chặt, nhưng một ít sắc pháp, một ít máu thịt còn vương vãi đâu đó đủ để làm sạch y Phật cho tâm ta nương là được rồi. Nhớ nha, ta biết trong râm có người học vi pháp không ta? Alo, có trong râm có ai có học Atidam nghe này hiểu không ta? Tức là ngài chỉ chú nguyện là băm thì băm, chặt thì chặt, nhưng mà chỉ cần một ít xương thịt vương vãi đâu đó, đó thì hãy là cái chỗ cho y Phật của ta nương là được rồi. Chú nguyện như vậy xong thì sao?
thì cứ ngồi yên, mà nên nhớ cái chuyện này chỉ có một mình đệ nhất thần thông Mục Liên mới làm được, chứ không có ai mà có cửa để rờ cho cái vụ này đâu nha. Chỉ có gọi là Ma Ha Mục Liên đệ nhất thần thông tôn giả mới làm chuyện này, có nghĩa là cái người chú nguyện như vậy rồi, nghĩa là băm thì băm, chặt thì chặt, chỉ cần một ít xương thịt vương vãi đâu đó cho ý vật của ta có chỗ nương là được rồi. Ý vật là cái một ít sắc pháp cho cái tâm nó nương, thì sau khi nó bầm cho đã xong xuôi thì ngài dùng thần thông ngài quần trở lại y như cũ, nhưng mà tạm thời thôi, ngày vào ngày lạy Phật, ngày Phật Thế Tôn, hôm nay là ngày cuối con phải đi rồi nha. Thời xưa một A Tăng Kỳ trước, con đã quỳ dưới chân Phật A Nu Ma Đa Si và nguyện gặp được Thế Tôn. Trong chừng ấy năm tháng sanh tử, con đã quân tu Ba La Mật để gặp Thế Tôn, và hôm nay cái nguyện xưa đã viên mãn. Con đã theo hầu Thế Tôn được 44 năm. Bây giờ chiều nay con xin phép đến đến xin phép để mà từ tạ Thế Tôn con ra đi, thì Đức Phật chỉ dạy rằng hãy làm cái gì ngươi nghĩ là hợp thời, đúng thời thì cứ làm. Thôi thì dù sao ngươi cũng là một trong hai người huynh trưởng của chúng tăng, trước khi đi thuyết pháp cho người ta đi, cho người ta thấy cái sở chứng sở học sở đắc của ngươi chút xíu đi. Giờ rồi ngày nghe như vậy, ngày quỳ, ngày lạy Phật, rồi ngày dùng thần thông, ngày thuyết pháp, ngày ngồi lơ lửng trên không thuyết pháp, thuyết trùng trùng như sóng dỗ trùng khơi, thuyết pháp xong xuôi rồi quỳ lạy Phật lần cuối rồi lui ra biến mất. Đêm đó về Niết Bàn ở Kalasila. Rồi cái đám 7 ngày sau, cái đám tang của ngài nó do Thế Tôn chính đích thân quan lâm đến, chư thiên làm hoa, mưa hoa đổ xuống ngập qua khỏi đầu gối, thơm sực nứt cả một vùng. Đây được xem là đám tang thứ hai hoành tráng bậc nhất trong lịch sử Phật giáo, khiếp như vậy nha. Ok, thì bây giờ nói qua cái hiếu hạnh của ngài là phát là sao. Là ngài có một lần đó, ngài sẽ lại phát buổi đang ngồi ở trong hương thất giữa rừng, ngài nghe cái tiếng nói bằng thiên nhãn đó, ngài thiên nhĩ, ngài nghe tiếng nói của chư thiên. Chư thiên ngài nghe tiếng nói là hãy cho tôi vào gặp ngài, tôi là mẹ cũ của ngài kiếp xưa. Đó là tiếng nói của một con ngạ quỷ. Thì tiếp theo là ngài nghe tiếng nói của các vị thọ thần mà hộ pháp đó, tứ đại hộ pháp của ngài đó. Ngài nghe nói rằng không, tôn giả đang nhập định, đừng làm phiền tôn giả, ngươi không có thích hợp có mặt ở đây đâu. Thì ngài nghe như vậy lập tức biết liền, ngài lên tiếng, ngài nói hãy để cho bãi vào, bãi là mẹ cũ của ta cách đây năm kiếp, hãy cho ta gặp bãi, hãy để bãi gặp ta. Thì khi ngài lên tiếng như vậy thì cái vị thọ thần nó tránh qua một bên. Thì cái ngài quỷ nó là một người, một sắc nữ gầy ốm xanh xao mà dị dạng khó nhìn kinh. Thì gặp ngài nói bây giờ con đói khổ quá, thì cái người mà có thể cứu được con của mình ngài thôi. Có nghĩ ngài nhận ngài, tại vì ngài trong kinh đức ngài là nổi tiếng là cái hạnh tri ân. Một ông già mà coi như là hết pin hết điện mà cúng cho ngài một giá cơm, về sau đi tu không ai nhận mà ngài nhận. Rồi chư tăng hỏi vì sao mà ai cũng chê mà ngài, lý do mà tôi nhận thứ nhất, tôi thấy ông này trở thành đệ nhất thinh văn, chứ ông là một vị có biệt hạnh, đệ nhất biệt hạnh trong tinh văn chứ không phải là sắc phàm. Thứ hai, cái ơn người ta, cái thở ông còn khỏe mạnh, ông cúng cho tôi một giá cơm, nhờ giá cơm đó tôi được no một buổi, bây giờ đành lòng nào, thấy người ta tuổi già mà không có chỗ dựa lên nương làm sao tôi đành lòng, dễ sợ như vậy. Thì bà nói ngài là người đệ nhất về cái hạnh tri ân, thì con nghĩ là ngài cứu được con, thì ngài nói được rồi, ngày mai ta mới giúp được. Thì sáng hôm sau ngài mới đi bát, ngài lấy cái thực phẩm đem về cúng dường cho chư tăng. Nên nhớ ngài không còn gieo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nhưng mà ngài là vẫn làm cái việc bố thí bằng tâm duy tác của một vị la hán, làm không để lại quả báo. Nhưng với cái sự chú nguyện của ngài thì muốn hồi hướng bố thí, hồi hướng phước bố thí thì chỉ có bố thí mới hồi hướng được. Cho nên ngài đem cái mâm, cái bình bát mà thực phẩm rồi về ngài cúng dường cho Phật và chư tăng, rồi mới hồi hướng cho cái người mẹ của quá khứ. Và trong vòng 3 second, cái kim gió đồng hồ quay chưa giáp tới cái phút thứ, cái giây thứ tư đó, là bà lập tức sanh thiên, trở thành một vị thiên nữ thiên kiều bá mỹ, tuyệt sắc giai nhân hào quang chói lòa. Tiếp chưa, chưa hết đâu. Khi mà ngài 84 tuổi, xét thấy là theo thông lệ chư Phật ba đời, theo chư Phật ba đời đó, thì tinh đệ nhất kinh văn phải niết bàn trước bổn sư. Cho nên ngài vào lạy Phật xong rồi, nãy tôi kể rồi, ngài về ngài nghĩ bây giờ đó Rahula đã tịch trên cõi trời, anh nhắc con đã nhá tịch trong núi sâu với cái bầy voi rừng,
Ê, còn ta ta thôi tôi về, ta phải có một chỗ ta phải về, đó là gặp mẹ lần cuối. Mẹ ta là mẹ của 7 vị la hán, vậy mà giờ này bà vẫn còn tà kiến. Và ngài thấy rằng bà có duyên đắc Tu Đà Quần, và người độ cho bà phải là ngài chứ không phải ai khác. Thế là trong buổi chiều đó, lạy Phật xong, ngài trở về làng xưa. Và mẹ ngài là một bà nữ đại gia, nữ doanh nhân gọi là triệu phú. Sau khi bà sắp xếp chỗ nghỉ đêm cho 500 tỷ kheo xong rồi, bà dọn riêng cái phòng của ngài Xá Lợi Phất, mà bà vẫn để dành đó trong 84 năm qua. Dễ sợ chưa, bà năm đó 120 tuổi, bà vẫn để cái phòng 84 năm qua. Từ ngày con bỏ nhà đi tu bà để nó hoài, cứ quét dọn chân hoa, quét dọn chân hoa, rèm cửa cũ kỹ thay cái khác, nệm trải mòn xước thay cái khác, cứ vậy chờ con 84 năm trời. Năm bây giờ con 84 tuổi con về thì bà vẫn dọn lại cho nằm ngủ trong căn phòng đã sanh ngày trong đó nha. Thì ngày về thì suốt đêm đó là chư thiên đế thích phạm thiên xuống hầu ngày, ngày bị kiết, ngày bị kiết máu, trong kinh nó kiết máu, trong kinh nó là hết cái bô này đem ra lại bô khác đem vào. Thì lúc rạng sáng bà mẹ vào hỏi hỏi suốt đêm phòng con sáng loà là sao, nghe nói phạm thiên vào hầu. Thì bà hỏi trời đất, mẹ thờ phạm thiên một đời mà bây giờ phạm thiên xuống hầu con là sao? Thì ngài không nói về ngài, chỉ nói rằng mẹ tưởng tượng đi, phạm thiên mà xuống hầu thôi thì bậc đạo sư còn cỡ này mà phạm thiên còn xuống hầu thì còn bậc đạo sư còn như thế nào nữa. Bà nghe bà hoan hỷ quá, ngài thuyết cho bà nghe về về bốn đế, lập tức bà đắc tu Tu Đà Quần. Rồi khi đến ngày mới quay qua ngài hỏi ngài Trinh Đá em ruột bây giờ là canh mấy, ngài Trinh Đá nó dạ canh cuối. Ngài mới nói các sư đệ nghe nè, mấy chục năm qua anh em sống chung với nhau, tôi có làm cái gì nói cái gì mà anh em không vui hãy bỏ qua cho tôi, bây giờ tôi đi. Và đây là câu nói cuối cùng, các hành là vô thường, ở lại tinh tấn chớ có dễ ngươi. Nói xong tôn giả Xá Lợi Phất đệ nhất trí tuệ, người đứng sau bậc đạo sư, đã lấy cái chéo y che mặt mình lại rồi nhập thiền, xuất sơ nhập nhị, xuất nhị nhập tam, xuất tam nhập tứ, nhiều lượt như vậy, cuối cùng xuất khỏi tứ thiền lần cuối, chấm dứt hơi thở và vĩnh viễn ra đi. Địa cầu rung động nha. Đó là ngày anh nói là Nam Mô Đại Hiếu Xá Lợi Phất là vậy đó. Bành Bát Tông sửa lại là người Mục Kiền Liên. Còn người Mục Kiền Liên là sao? Người Mục Kiền Liên phải nói là nhân vật số 2 trong kinh văn đúng, nhưng mà tại sao hồi nãy tôi có ghi một câu rất là dễ hiểu lầm, đó là chuyện là ngày về ngày Mục Kiền Liên lão là sao? Người mình bất cẩn mình nghe nói gương xấu mình coi thường, thật ra gương tốt là để người ta bắt chước, mà gương xấu là để người ta tránh nha. Thì tại sao mà ngài Mục Liên bị người ta bầm như tương, là tại sao? Là vì kiếp xưa ngài đã có một kiếp tiền thân sợ vợ, ngài nuôi cha mẹ già mù lòa, mà cái cô vợ thì tánh tình trời ơi đất hỡi, không có chỗ nào xài được, cứ phải nuôi mẹ chồng nuôi cha chồng mù lòa, bà nàng khó chịu lắm. Bữa đó ngài Mục Liên lên vắng nhà, bà mới lấy cơm mà rải đầy nhà hết. Rồi ngày một người Liên đưa về mới mới kêu trời, nó trời ơi em nghĩa là coi như là mình bà đổ thừa nó đó. Hai ông bà em dọn bở hơi tai ăn rồi bài biện quăng ném dục như vậy đó, em chịu sao nổi? Các vị còn nghe không? Alo, ngài Mục Kiền Liên nghe như vậy nổi cơn lên, thương vợ quá bèn đem ông bà vào trong rừng, nói bữa nay mình đi đi chơi nha ba má nha. Nhưng tới rừng rồi thì ngày sau ngày lấy khăn ngày bịt miệng ngày lại, ngày giả giọng giả làm ăn cướp hò hét, rồi ngày đánh đập hai ông bà. Thì ông bà mù mà đâu có biết gì đâu, bị con nó đánh hết đòn này tới đòn khác. Thì hai ông bà cứ nói con ơi con chạy đi, ba má già rồi chết cũng không sao, con còn trẻ mà, con chạy đi con. Thì ngày là ngày cùng một lúc người giả hai giọng, một giọng thì là con ba ơi, mơ ơi, má ơi, tôi còn giọng thì người đập cho mình chết, cho mình chết, cho mình chết, già thì chết. Mà cứ như vậy người đánh hàng bà, nên có chỗ nói đó là đập đến chết, còn có chỗ nói là nghe thương quá đem về nuôi tiếp. Nhưng mà dầu đem về nuôi tiếp hay là đập chết luôn tại chỗ thì đã là trọng nghiệp, đại trọng nghiệp rồi, quý vị biết không?
vì đó là hai đấng sinh thành mà họ đang sống ở trong từ vô lượng tâm hỷ, vô lượng tâm với mình mà quý vị nha, từ bi với mình mà. Cho nên là vì cái tội mà nghịch thiên bội địa đó, ngày chết rồi ngày bị đọa địa ngục và đời đời sanh ra là cứ quẩn quẩn, là quẩn quẩn là một chết thảm, rảnh rảnh là bị chết thảm, cuối cùng kiếp chót là đệ nhất thần thông La Hán. Đấy, vậy đó mà cũng phải viên thịt cái kiểu không được đẹp lắm nha. Mà tôi không hiểu vì đâu mà Bắc Tông họ lại thay đổi nội dung, lại biến ngà thành Mục Liên, thành cái kể ngà thành Mục Liên đệ hiếu. Mà vui nhất đó là Lục Thông mà khi thấy mẹ bị đọa lại đem cơm của loài người tới cho mẹ ăn là sao? Một người học đạo sơ sơ thì cũng đã biết là cái loài nào ăn thức nấy, làm sao mà đem cơm của loài người mà bắt cho ngạ quỷ nó ăn mà là thấy lạ rồi. Cái lạ thứ hai, mẹ không ăn được, ngài bèn khóc, La Hán mà còn khóc. Và cái lạ thứ ba là khi biết cứu không nghĩ ra cách nào hết, bèn chạy về hỏi Phật. Đó là cái lạ thứ ba, cơm của loài người cho chúng sanh ở địa ngục ăn. Cái lạ thứ hai là thấy mẹ ăn không được bèn khóc. Và cái lạ thứ ba là không biết phải làm sao để cứu mẹ. Chứ còn bên Nam Tông thì cái gì nó nói rất rõ ràng nha, có nghĩa là vị Lục Thông là chỉ nó làm gì không biết, mà không biết vì lý do họ ém cái vụ mà ngài Xá Lợi Phất là đại trí đại hiếu, mà ngài họ mới đẩy ngài xuống cái hàng gọi là ngu ngây ngốc nghếch. Còn ngài Mục Kiền Liên thì họ đẩy trở ngược lại cái thế đại hiếu Mục Liên, thì cái chỗ này để cho quý vị tự xét. Bây giờ đã hết giờ, hẹn các vị ngày mai. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều an lạc. Idam me nyati nan ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nan ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nan ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me punyang asawa kaya wahang ko tu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamang punyam pagang sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.